vị người ngày xưa mới viết một cái bài kệ ngắn gọn gồm có 10 câu nói lên cái lý nhân quả, để cho tất cả chúng ta đọc cái bài kệ này cũng có một phần mở khai cho mình. Cái bài kệ này có tên là Thập Lai Kệ. Thập Lai có nghĩa là 10 cái, xin lỗi, bài kệ nói về 10 cái mà nó đến với mình. Ví dụ như đoan chánh giả, nhẫn nhục trung lai. Tức là người mà sống mà có được cái hình tướng đẹp, có được cái thân tướng đẹp gọi là đoan chánh đó, là người đó do nhẫn nhục mà được. Thí dụ như mình không nhẫn nhục thì tướng mình nó ra làm sao? Mắt mình nó trừng lên, rồi ngăn răng mình nó nghiến lại, rồi tai mình thì cung, còn nếu không cung thì mình xài nhất dương chỉ. Cho nên rồi thì cái người đó thân tướng không có đoan chánh. Người ta, cái người mà có được cái phước đoan chánh đó, là không phải tự nhiên, mà người đó có tu một cái hạnh gọi là nhẫn nhục. Cho nên người xưa gọi là đoan chánh giả. Chữ giả này là người. Người đoan chánh từ đâu mà ra? Từ nhẫn nhục mà được, từ nhẫn nhục mà đến. Thì câu thứ nhất của bài kệ này là đoan chánh giả, nhẫn nhục trung lai. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình kiểm điểm coi mình được mấy câu. Câu thứ hai: bần cùng giả, khang kham trung lai. Bần cùng là gì? Là nghèo khổ. Nghèo khổ do đâu mà ra? Do mình bỏng sẻn. Bỏng sẻn có 5 loại: bỏng sẻn chỗ ở, bỏng sẻn thức ăn, bỏng sẻn học thức, bỏng sẻn giáo pháp, bỏng sẻn những cái vật chất trong đời sống hàng ngày. Tại sao có nhiều người người ta nghèo, khi mà người ta giàu lên á, cái người ta biết thương người nghèo. Nhưng mà cũng ngược lại, có nhiều người nghèo xong tới hồi giàu cái nói thôi, thời đó tôi bị 20 năm nghèo, bây giờ tôi giàu tôi phải ăn chơi cho nó trả thù những ngày tháng nghèo. Cho nên rồi người này bắt đầu sống sao? Sống mà không biết thương lân mẫn ai hết, tích lũy cho mình. Chữ sang tham á là keo kiệt. Keo kiệt cái gì? Keo kiệt chỗ ở nè. Có nhiều khi á, mình có chỗ ở mà không cho người ta ở. Đi xe chỗ trống mà người ta hỏi chị còn chỗ không? Dạ hết rồi. Mà mình cũng tuyến đường mà đi làm chi trường chỗ trống. Cho nên mình sống á, có nhiều khi cái phước của mình nó đơn giản lắm. Chỉ cần á, mình đi cùng con đường đó mà mình trống chỗ ngồi, mình cho người ta ngồi để người ta được đến nhà người ta, mình cũng có cái phước. Pháp Hòa thưa với đại chúng có một câu chuyện có thật nè. Có cái bà cụ đó, bà đi thăm ông chồng ở dưỡng lão. Thì cái người nọ có xe, nhưng mà tại bực bả làm sao bữa đó không chở. Bà điên mình. Điên mình do mắt mờ băng qua lộ không thấy cái bà chết, bị xe tông. Thì khi mình nghe được cái tin đó thì mình sẽ hối hận vô cùng, mà thiệt sự không dám nói với ai. Nếu mình kể ra là tao nói mình ác. Cho nên rốt cuộc rồi ôm cái niềm đau nỗi khổ đó, mà cứ đi ngang con đường đó là cái hình bóng bà cụ đó cứ vờn vẩn ở trước mặt mình. Thấy không? Cho nên hận một chút, giận một chút, lỗ lã, mình lỗ cả cuộc đời khổ đau của mình. Cho nên á, mình sang tham là mình keo kiết. Mà đôi khi á, mình không keo kiết gì, có chỗ ngồi cũng keo kiết, chỗ ở cũng keo kiết. Đó là chưa nói keo kiết giáo pháp. Cái gì hay mình phải chia sẻ, phải không? Thành thử ra người ta thường dạy mình bần cùng giả, khang kham trung lai. Đời này mình nghèo là do mình bỏng sẻn mà ra. Nhưng mà bỏng sẻn như nãy, có khi mình không bỏng sẻn tiền của, mình bỏng sẻn học thức. Mình rất là giàu có nhưng mà hiểu biết không có, sự thông minh không có. Thành thử ra bị người ta gạt quá trời. Đó, là vì mình không có đủ cái trí tuệ để nhận thức. Cho nên thí dụ như đời này mình lỡ mình nghèo, đừng có ganh với người ta, đừng có đố kỵ với người ta, mà phải tùy hỷ với người ta. Mà tùy hỷ với người ta thì á, mình chỉ nghèo có một thôi, nghèo của mà không nghèo tâm. Còn nếu mà mình đời này mình nghèo của rồi mà ganh tị với người ta, nghèo luôn cái tâm, thì kêu gì? Nghèo rớt mồng tơi.
Vừa rồi Pháp Hòa đi giảng ở bên Ohio, có Phật tử ghi giấy lên: thầy ơi giải thích giùm con, nghèo rớt mồng tơi là gì? Có vị khác mới trả lời, nói dạ tại vì không có rau nào nghèo bằng rau mồng tơi. Dạ thưa không phải. Nếu mà nói là mồng tơi mà nghèo chứ nhà giàu người ta cũng ăn canh mồng tơi vậy. Nếu mà mồng tơi mà nấu với mướp nè, nấu với bùn ngót nè, nấu với bắp nè, thì thành ra nồi canh tập tàng. Cái tơi á, là cái áo mưa làm bằng lá. Ngày xưa người ta không có đủ tiền sắm áo thì người ta lấy mấy cái lá mà nó, cái lá tơi người ta đôm nó lại. Thì cái tơi là cái mà cái cổ áo này nè, mà khi mà cái áo đó đi mưa đi nắng mà đến khi mà nó mục, đến khi nó mục có những cái lá nó rụng ra, nhưng mà cái cổ áo này rất rất là chắc, nó rất là khó xúc. Vậy mà cái người nghèo á, rớt hết mà giữ lận cái cổ áo này, mà đến cuối cùng cái cổ áo này nó cũng rớt luôn nữa, thì mình sẽ nói người đó nghèo rớt mồng tơi. Nghèo rớt cái tơi, cái tơi là cái cổ áo mà người ta đang bằng bằng cái lá, chứ không phải là cái cây mồng tơi hay là cây bùn ngót hay là cây rau dền. Bần cùng giả khang kham trung lai, cao vị giả lễ bái trung lai. Bây giờ đời này mình ở được cái địa vị cao sang trong xã hội, thậm chí mình không phải là cao, nhưng mà ít nhất mình cũng sang. Cao sang nghĩa là mình ở cái địa vị tốt. Mình nhìn người mình sang trọng là gì? Mình có được tu tập cái lễ bái. Lễ bái là kính trọng. Mà đời này mình thấp lùng là tại sao? Vì mình khinh thường người khác. Mình coi người ta thấp, cho nên cái quả này đời này mình cũng bị thấp. Cho nên là cao vị giả lễ bái trung lai, hạ tiện giả cao mạng trung lai. Mình sanh vào cái level gọi là hạ tiện, tức là người mà sống bần cùng, giai gì đó, kêu là giai cấp thấp trong xã hội, là tại vì mình có cái tâm gọi là phỉ báng. Cho nên mình không có nên cao ngạo. Cao ngạo nó có 5 loại. Ỷ mình trẻ, cao mạn. Ỷ mình giàu, ỷ mình đẹp, ỷ mình học giỏi. Rồi gì nữa? Ỷ mình sang trọng có quyền. 5 loại cao ngạo. Có nhiều người người ta có quyền thế cho người ta cao ngạo. Có nhiều người giàu có cao ngạo, có nhiều người đẹp quá cao ngạo. Có người học giỏi cao ngạo, có người không bệnh trẻ đẹp cao ngạo. Cho nên á, bây giờ mình còn trẻ còn khỏe, nhìn các bác mà già lụm cụm đừng có coi thường, phải không? Tại vì trước sau gì mình cũng tới ngày đó. Cho nên á, mình cái câu người ta thường nói đó, phải không? Đợt người hôm trước đợt ta sau này. Tức là mình nhìn người hôm trước là đời này là sau này. Thật sự ra cái đó không phải là một cái gì bình, mà nó là rất bình thường trong xã hội. Ai cũng có một thời trẻ đẹp, thấy không? Hôm rồi thầy viện chủ chỉ một bà cụ, nói con bác này nè, trời ơi một tay tài xế cự phách, là bác cũng bảy mấy tuổi rồi. Cái Pháp Hòa đùa, Pháp nói dạ hồi còn trẻ tài, bây giờ xế. Hai chữ tài xế mà giờ tài thì giảm rồi, mà xế thì tiến tới. Vậy thì cao vị giả lễ bái trung lai, hạ tiện giả cao mạng trung lai, ấm á giả phỉ bán trung lai. Chữ ấm á là gì? Câm ngọng. Câm ngọng là do cái gì? Do mình phỉ bán người khác. Cho nên đời này á, người đời thường còn không dám phỉ bán, chứ còn làm sao chúng ta dám phỉ bán những bậc tu hành. Người ta có tu không? Mình không biết. Tại vì có những bậc ta tu, người ta đâu có quảng cáo, phải không? Thành thử ra tốt nhất là chúng ta đừng khinh ai hết. Ai mình cũng kính trọng đi, tại vì cái đó là cái phước của mình. Còn người kia họ có tu hay không đó là chuyện của họ. Còn mình cứ làm cái việc của mình, là thấy ai cũng mình cũng tạo phước, chắp tay cung kính. Mà nhờ chắp tay cung kính như vậy đó, cho nên đời này mình không có phỉ báng ai hết. Phỉ báng là gì? Mình mạ nhục người ta, mình nói điều những cái điều không tốt về người đó, mà thật sự mình không có. Có nhiều khi do ghét mà nói cũng có.
do mình ghét, mình dựng chuyện, mình phỉ báng cũng có. Cho nên không nên phỉ báng. Quý vị nào có dịp đọc kinh, quý vị tìm một câu chuyện là không nên phỉ báng các bậc thánh. Là vì có một vị tỳ kheo vô trong chùa tu mà đi ganh với hai thầy Xá Lợi Phất một Kiền Liên. Quý vị thấy không? Tu sao đáng là đệ tử mà lại đi ganh với hai thầy. Cuối cùng cái vị này chuyên môn đi nói, đi phỉ báng hai thầy. Nhưng mà cái đó không phải là hai thầy quở phạt, mà tự cái quả báo nó chua. Hàng ngày ăn ngon nói bậy, ăn thì biết ăn ngon mà nói toàn nói trật, nói sai, nói quấy. Cho nên rồi mắc cái quả là người đó sau này bệnh ghẻ, ghẻ chóc rồi mọc ngay cái miệng. Rồi cuối cùng cái, chính cái miệng này nó sanh dòi, nó sanh mũ mà chết. Đó là thời của Đức Phật. Có một vị đệ tử phỉ báng thầy Xá Lợi Phất một Kiền Liên. Không phải là Phật quở mình. Thưa đại chúng, quý vị cứ nhớ kỹ là mình có làm cái gì, Phật không có quở phạt gì mình, không có thánh thần, nhưng mà tự cái nhân quả đó, chứ không phải gì hết. Chứ Phật mà nếu mà thấy mình ca ngợi Phật, Phật cho mình phước, rồi mình phỉ báng Phật, Phật cho mình họa, thì đâu phải là Phật. Vậy đó là vị thần ban phước giáng họa rồi. Nhưng mà không, tự mình đi vào cái con đường nhân quả đó thì tự mình làm khổ mình thôi. Cho nên đó, ấm á giả phỉ báng trung lai, manh lung giả bất tính trung lai. Manh lung là gì? Manh lung là mù mờ, mù và điếc. Do gì? Do mình bất tính, không có tin, không có tin nhân quả tội phước. Người không tin nhân quả tội phước thì có nghe cũng như không nghe. Ví dụ có nhiều người ta không tin nhân quả, mình tới mình nói nghe, người ta vẫn nghe mình nói, nhưng mà ta sao? Tôi không có thích nghe mấy cái này, tôi không có tin trời Phật nhân quả gì hết, tôi tin chết là hết. Thành ơi, cái chữ điếc, cái chữ không nghe này không có nghĩa là họ không thấy. Họ vẫn thấy nhưng mà họ không tin. Họ vẫn nghe nhưng họ không tin, chứ không phải là họ đuôi điếc gì. Nhưng mà trong cuộc sống này có nhiều người, người ta không tin. Không tin nhân quả tội phước, không tin có trời Phật thánh thần gì hết á. Đại khái là người ta tin rằng chết là hết. Cho nên á, không có tội lệ gì đi làm cực khổ mà phải bố thí. Cho nên thưa đại chúng, các vị tổ đức thường dạy mình á, trong đời này á, có bốn cái đừng chúng ta đừng làm. Có bốn cái đừng. Một là khi chúng ta có tiền của đó, chúng ta đừng có bỏng sẻn. Bởi vì á, mình suy nghĩ đi, lúc mình mới qua đây mình có cái gì, rồi tương lai mình chết đây mình đem cái gì. Thành thử ra trong khi mình còn, mình hãy dụng cho nó đúng. Cái chữ mà chúng ta có của đây không phải chúng ta đem đi cho một bảy bạ, mà chúng ta phải biết chi dùng cho nó đúng. Cái gì đáng xài phải nên xài, cái gì đáng cho phải nên cho. Mà Phật dạy tiền của phải cho năm thứ, để dành mình phần nè, đầu tư làm ăn nè, nuôi cha mẹ nè, giúp đỡ bà con nè, bố thí. Cho nên Phật dạy đi làm lương ra chia năm phần. Cho nên có cái đừng là chúng ta đừng nên làm, đó là gì? Có tiền của đừng keo kiết bỏng sáng. Ví dụ như hôm nay đây, ông chủ bà chủ của cái công ty High Quality Machine này xin phone qua rồi, hai năm nay là cứ òn ỉ nói thầy về đây cho tụi con chuyến. Rồi cuối cùng Pháp Hòa sắp xếp được là cái kỳ này là Pháp Hòa đi 3 tuần lễ đúng. Tuần rồi là giảng ở Utah, 3 ngày kế đây là ở Bắc Cali, 16, 17, 18, 19 là ở Texas, cho tới 20 mấy là bay qua Virginia Beach. Và đi liên tục như vậy vì Pháp Hòa nghĩ rằng mình còn có chút sức khỏe, chút thôi chứ không nhiều. Còn chút sức khỏe, còn một chút khả năng mà Phật tử còn thương mình, còn muốn nghe mình thì thôi mình ráng mình đi. Vậy thì chúng ta có cái gì chúng ta cho được ai, chúng ta nên làm. Thưa đại chúng, quý vị ngồi đây đó, quý vị cũng đang cho đó. Quý vị đang cho Pháp Hòa sự bình an, sự ấm áp, sự có mặt của quý vị. Nếu Pháp Hòa ngồi đây mà không có quý vị thì Pháp Hòa nói với ai? Cho nên quý vị là những người Bồ Tát trợ duyên cho cái buổi nói chuyện này. Nghĩa là
manh lung giả bất tính trung lai, trường thọ giả từ bi trung lai. Người mà có tuổi thọ dài đó là do lòng từ bi. Lòng từ bi này á, họ thương người, thương vật. Cho nên người mà ít có sát sanh á, có tuổi thọ tốt. À, người ăn chay cũng có tuổi thọ tốt. Cho nên mình á, khởi lòng từ bi, thấy những ai đau khổ, chúng ta khởi lòng từ bi. Từ là gì? Từ là mình cho người ta niềm vui. Bi là mình giải người ta cái nỗi khổ. Gọi là từ bi. Từ bi giả, thọ trường thọ giả, từ bi trung lai. Đoạn mệnh giả, sát sinh trung lai. Người nào mà đời sống ngắn hạn do sát sinh, có không phải đời này mà có thể đời trước. Rồi chư căn bất cụ giả, phá giới trung lai. Đời này á, các căn mắt tai mũi miệng mình không đủ là do đời trước mình không có dụng nó đúng. Mình phạm điều những cái điều mà mình hủy lục căn phá giới. Còn ngược lại, lục căn cụ túc do gì? Trì giới trung lai, cho chúng ta có biết giữ giới. Thì cái bài kệ đó gọi là thập lai kệ. Thập lai kệ là 10 bài kệ, một bài kệ có 10 câu nói về cái nhân quả từ đâu mà ra. Ví dụ bây giờ mình nghiệm lại mình thấy đời này mình hơi nghèo. Rồi thành thử mình đi đâu mình cũng than, khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo. Qua bao nhiêu năm không đổi thay, lớn lên cũng còn nghèo. Là mình biết rồi đó, mình biết mình không có được bố thí. Bây giờ mình muốn bố thí thì mình bố thí cách nào? Nếu không có tiền của bố thí thì bố thí nụ cười, bố thí lời chào hỏi, bố thí lời an ủi hỏi han. Hồi chiều này quý vị biết không, Pháp Hòa xuống phi trường là 11 giờ sáng. Rồi đi về ăn chút xíu gì là 12 giờ là Pháp Hòa đi thăm một vòng 4-5 người bệnh. Mỗi chỗ nửa tiếng vậy mà đến đâu quý bác rất là vui. À, thì Pháp Hòa có nói với quý vị chở Pháp Hòa đi đó. Phật có dạy trong kinh đó, một trong 8 phước điền mà chúng ta có thể tạo được đó là thăm bệnh. Mình đi thăm bệnh đó, mình cho cái người bệnh một cái lời an ủi, một cái lời hỏi han, người ta vui, mình có phước. Người ta bệnh, người ta rầu, người ta ở trong phòng mình, người ta ở trong bệnh viện, người ta rầu lo cái bệnh của người ta. Rồi con cháu ít tới thăm, mình lâu lâu để tới thăm, người ta vui, mình được cái phước. Cho nên rồi khi mà mình được cái phước đó rồi mà quý vị đi ra về, quý vị vui lắm. Hôm nay mình dành được 15 phút vô thăm bác A, bác B, thấy bác vui mình cũng vui. Cho nên quý vị biết không, cái phước á, nếu mình khéo vận dụng là mình tìm được ít ít trong đời sống này. Ví dụ như đây, ta có cái chỗ này, thay vì để trống cho ta tổ chức, ta vướng rạp về ta dựng cho mình có một buổi tối như vậy. Chẳng những cho mình một cái cơ hội được tập hợp với nhau trong cái tình pháp lữ vậy. Rồi lát hồi nãy là ta đãi mình ăn hết 500 tô mì rồi, giờ không biết còn mấy trăm tô nó lát ở ăn tiếp. Thành thử ra mình tập hợp lại, mình được ăn, mình được, không phải là mình cần. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa muốn nói cái sự chan rãi của mình. Cho nên tại sao chúng ta giữ cái giới thứ hai là chúng ta cho người khác cái niềm tin vào sự sống. Nếu mà cuộc đời này không còn ai giúp đỡ ai nữa hết thì tự nhiên người ta không còn một cái gì hy vọng hết. Cho nên quý vị thấy không, có nhiều người bệnh á mà người ta không có buông xuôi, người ta không có give up, người ta chạy, người ta nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó người ta sẽ được cứu chữa. Vừa rồi trên báo có đăng một cái bản tin, có một cái ông đó, có một người con gái rất là đẹp, nhưng mà ông bị trong một cái cơn hỏa hoạn thì cô gái này bị đốt hết cái mặt. Da đồ nhăn nheo rất là xấu. Suốt 20 năm nay, cha mẹ chưa bao giờ bỏ cuộc một ngày nào. Đi tìm tất cả những thầy thuốc, cuối cùng được một ông bác sĩ cứu cô. Và ông bác sĩ này đã làm cho cái gương mặt cô phục hồi trở lại rất là nhiều. Mặc dù dĩ nhiên là không thể 100%, nhưng mà nhìn cô không có sợ bởi những cái làn trái đó nữa. Đó. Thành thử ra cuộc sống này có những bác sĩ như vậy, cho nên làm cho cái người bệnh họ có một cái tâm gì? Cái tâm hướng thượng muốn sống. Hay là mình đời này mà có những người
mà người ta phát tâm làm đại thí chủ. Cho nên những người nghèo khổ, người ta còn có một hy vọng là người ta được cái sự trợ giúp, cho nên người ta có cái tinh thần người ta sống. Cho nên mình phải bố thí, lời nói an ủi, chứ không phải tiền của không. Quý vị nghe cái bài Pháp Hòa nói, ai cũng có thể bố thí. Thì Phật dạy trong kinh là rất, Phật đưa ra rất nhiều thứ mà mình có thể bố thí. Cho nên căn cứ trên cái đừng trong cái thập lai kệ này, thì Pháp Hòa gom lại còn bốn. Pháp Hòa gom lại còn bốn là chúng ta cố gắng trong cuộc đời này, muốn có hạnh phúc, muốn có được bình yên, muốn có được cái sự tình thương lớn, thì chúng ta nên làm một cái điều là có tiền của, chúng ta đừng có lãng phí, nhưng mà biết giúp đỡ cho người. Có nhiều người người ta thấy tiền nó trọng, cho nên có một cái bài thơ: tiền là tiên là Phật, là sức bật lò xo, là cái đo lòng người, là tiếng cười tuổi trẻ, là sức khỏe tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cái cân công lý. Tiền, tiền là hết ý. Nhưng mà cái chữ hết ý này mình phải hiểu nó. Đôi khi người ta nói như vậy đó cũng không có nghĩa là tiền là số 1. Nhưng mà người ta hết ý đây là tiền hết chỗ chê. Nghĩa là chính cái tiền đó đôi khi nó cũng làm nhân nghĩa mất. Người ta nghĩ rằng tiền có thể mua tất cả, nhưng mà thật sự đâu có chắc. Tiền không thể mua được sức khỏe, tiền không mua được thời gian, tiền không mua được bình an, tiền không mua được tình cảm. Nhưng mà có khi tiền nó làm mình mất sức khỏe, tiền nó làm mình mất bình an, tiền nó làm mình mất danh vọng, mất cái đạo nghĩa. Nhiều khi tiền nó làm mình mất thời gian rất là nhiều, và tiền nó làm mình mất nhiều hơn có, nếu mình không sử dụng đúng. Cho nên bản chất tiền không có tội, nhưng mà do chúng ta chưa đủ cái tuệ giác để chúng ta xài tiền, cho nên từ đó tiền bắt đầu sanh lỗi. Cho nên người ta thường nói đó, khi mê tiền vẫn là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Khi mê bùn vẫn là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Khi mê thì bùn vẫn là bùn, hay là khi mê thì tiền vẫn là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Phải không? Tại vì nếu chúng ta có cái tâm thì cái tiền này nó đúng nghĩa. Ví dụ như á, mình làm có của, sau một cái cháy rừng này nè, thế nào mình cũng phải ủng hộ đóng góp. Đóng góp để mình biết 500 đồng của mình không bao nhiêu, nhưng mà đó là cái ý niệm của mình, cái tình thương của mình gửi vào đó. Và quý vị cứ nghĩ nếu mà 1.000, 1 triệu người, 1 tỷ người, 500 hay là 200, 100 thì nó sẽ có một số tiền để nó trợ giúp cho cái công việc nào đó. Phải không? Mà hơn nữa, mình ở cái quốc độ này, mình được cưu mang bởi cái chính phủ này, thì bây giờ chính phủ đang lâm vào, đất nước đang lâm vào một cái nguy biến nào đó, thì bổn phận chúng ta phải có đóng góp. Cho nên mình tiền xài đúng là tiền hiền như Phật, bạc xài lầm là bạc ác hơn ma. Lỗi lầm cũng tại người ta, chớ tiền bạc nó vốn là vô tri. Ngày xưa cụ Nguyễn Khuyến, quý vị biết cụ Nguyễn Khuyến, cụ có làm bài thơ: bạc ác chi mi lắm rứa tiền, mi làm thiên hạ hóa ra điên, mi tô mặt nạ đen thành trắng, mi khiến nhân tình thẳng quá xiên, mi đạp luân thường vô một xó, mi xua thế giới tranh nhau mãi, bạc ác chi mi lắm rứa tiền. Nhưng mà thật sự cụ nói vậy, nhưng mà mình cứ nói hoài một câu tiền là bạc. Bạc là gì? Nó mỏng manh lắm, vừa tơ tay mình là sang tay người khác. Người mình mới vừa bán cái nhà 400 ngàn, lời cũng được 50 ở trong đó, lãnh một cái chén, cái trong nhà băng mình 400 ngàn ngọn hơ vậy, cái thì sáng hôm sau chuyển qua trả hết cái mortgage kia, hết tiền bạc. Máy thì móc, xe thì cộ, tàu thì bè. Cho nên không có cái gì nó tội. Cho nên có một chữ đừng, đừng bỏng sẻn khi có của. Rồi cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là đừng buông bỏ khi mình được cái tình thương. Ở đời
ai cũng cần được thương và muốn thương. Ví dụ như mình cũng muốn có một người nào đó để mình thương, nhưng mà ngược lại mình cũng muốn ai? Mình cũng muốn gì? Mình cũng muốn ai đó thương mình. Như vậy thì mình muốn người ta thương, và ngược lại mình cũng muốn thương người. Như vậy rõ ràng trong chúng ta ai cũng có cái ước nguyện là chúng ta muốn được thương và thương. Vậy thì tại sao chúng ta không có tỉnh giác để giữ cái tình thương đó? Có nhiều khi một câu nói làm mất tình nghĩa. Như nãy Phú Hòa nói, mình hay nói tiền muốn mua gì cũng được, không chắc à. Có thể mua cái đồng hồ 1 triệu đeo, nhưng mà đâu có mua được sức khỏe. Hay là mua được thời gian. Có tiền mua được đồng hồ mà không mua được thời gian. Có tiền mua thuốc bổ để đây nha. Bây giờ là cái gì, thuốc mà bây giờ đang tiếng nhất là Fucondan gì đó. Hậu hình như không nhà nào không có con trai đó, phải không? Mà chắc gì mình có sức khỏe không. Cho nên có tiền mua thuốc bổ nhưng chưa chắc mua được sức khỏe. Có tiền mua được cái bảo hiểm nhưng mà không mua được sự bình an. Có tiền mua được một chiếc giường rất là mắc tiền nhưng chưa chắc mua được một giấc ngủ ngon lành. Người ta nằm trên một chiếc giường bình thường mà không chừng ta ngủ ngon. Mình nằm trên một chiếc giường cả 5-7 triệu và 7 ngàn đồng. Có tiền xách một cái bóp 7 ngàn 10 ngàn mà chưa chắc cái vai này nó không mỏi. Có những người người ta cầm bình thường mà người ta khỏe ruột. Thành thử ra nói như vậy không có nghĩa là mình mua sắm là trật, không phải vậy. Nhưng mà mình phải có cơ hội mình quán chiếu. Cái gì mình không có khả năng thì đừng. Mà hơn nữa cái gì mà quá phí thì nên giảm. Tại vì có phước mà xài phước không đúng thì phước bị tổn giảm. Mình có con mắt, xin lỗi, mình có cặp mắt. Tại Pháp Hòa hay hát cái bài còn hai con mắt khóc người một con á. Mình có cặp mắt để mình thấy, thì mình hãy sử dụng cặp mắt cho đúng, để mình lấy cặp mắt này tạo phước. Cho nên á, thần thông có từ đâu? Thần thông có từ nhục nhãn. Nếu dùng cái nhục nhãn là con cặp mắt nhà bằng thịt xương này mà chúng ta sử dụng đúng thì con mắt này có thần thông. Nhìn người bằng hiểu biết, bằng thương yêu, bằng thông cảm, bằng đủ thứ những cái tốt đẹp. Còn nếu mà không biết sử dụng thì cặp mắt này nhìn gì? Nghi ngờ, đố kỵ, trách móc đủ thứ. Chưa biết người ta làm sao hết á, mà thấy cái dáng là nghi rồi, mà còn khoe nữa. Tôi coi vậy chứ hay lắm mà. Phật cho tôi cặp mắt. Nhìn người cái tôi biết liền. Trời ơi, mô Phật. Nó lãng giảng là tôi biết rồi. Đã vậy mà còn nói trời Phật cho tôi cặp mắt nữa chứ. Phải không? Cho nên nhiều khi mình đổ oan cho Phật mà Phật cũng ngồi yên bất động. Nhiều khi mình tới mình trách mình rồi cái người kia. Nhiều khi mình tới mình cũng nói vậy rồi Phật ở trong phòng Phật nghe. Phật nói I'm not sure. Cho nên các ngài cứ bắt tay bắt ấn mà chịu trận thôi. Vậy thì chúng ta có phước á. Bây giờ quý vị kiểm phước là mình thấy nè, nội cái thân mình thôi là cả một chỗ tạo phước. Mắt nè, tai nè, mũi nè, miệng nè, thân nè, nhận thức nè. Nếu mình biết dùng 6 căn đó, biết rằng 6 căn này là huyễn, nhưng mà lấy cái huyễn để độ, để tạo phước thì huyễn này không huyễn chút nào. Huyễn mà không huyễn, mà lỡ ngày nào nó có huyễn thì chúng ta vui lòng vì chúng ta đã sử dụng huyễn đúng cách. Ở đây mua cái đồng hồ đeo, họ nói 2 năm guarantee. Đúng 2 năm sau nó hư, thà là bỏ chứ không sửa, tại vì sửa mắc hơn mua mới. Cho nên trong khi mình có cái đồng hồ là mình sử dụng nó đúng. Cho nên á, mình có cái thân này là có phước, hãy sử dụng cái thân này cho đúng mà đừng có lãng phí nó. Có cái miệng để nói, có cái miệng để ăn. Mà thường thường đại chúng mình thấy có cái hay là tôi kêu ăn nói. Ăn thì lựa ngon mà nói không lựa lời. Trật. Trật. Ông bà mình nói ăn nói. Không, ăn ngon thì nói giỏi, nói tốt.
Cho nên ăn thì mình lựa món nào mình thích thì nói phải lựa lời. Mà mình ăn vô mà không cẩn thì bệnh, nói ra mà không cẩn thận là họa. Cho nên bệnh và họa nó liền bên, cũng cái miệng. Rồi bây giờ mình nghe cái tai, có hai lỗ tai. Và trong kinh nói là con xin tập như Bồ Tát kia, nghe đời bằng đôi tai xót thương, bằng tấm lòng lân mẫn. Nhiều khi người ta nói kể cho mình nghe, mình xì những cái xong mình ở đó bà nghe nó cho mình gieo rắc cho người ta. Nhưng mà thật sự nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không được quyền có cái lời bình phẩm gì. Nhưng mà chúng ta hãy sử dụng cái đôi tai này một cách trịnh trọng, để chúng ta cẩn thận. Không khéo thì chúng ta tạo tội nhiều hơn tạo phước. Rồi nhiều khi trong tình thương, trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều tình thương mà chúng ta không biết giữ, chúng ta để nó mất. Cho nên có tình yêu đừng buông bỏ. Đừng có buông bỏ. Tại vì sao? Cái chữ tình yêu này không có nghĩa là tình yêu giữa nam nữ, mà tình yêu cho tất cả. Thí dụ như giữa cha mẹ, giữa anh em, bạn bè. Quý vị cứ nghĩ đi, mình mất một người bạn, có phải mình giảm hơn là mình thêm một kẻ thù? Cho nên đời này có được một người bạn là cái phước. Thỉnh thoảng Pháp Hòa đi, Pháp Hòa có gặp những người bạn, họ rất là thân với nhau, mà những cái tình bạn đó được trân trọng, được quý lắm. Bởi vì sống ở đời mà chúng ta có được một người bạn để chúng ta chia sẻ, để chúng ta tâm sự, đó là một cái hạnh phúc của mình. Cho nên á, có tình thương đừng để mất, và phải làm sao chúng ta phát triển. Nhưng mà nếu như trường hợp mình sống mà mình nói hình như trái tim tôi lạnh quá, tôi không biết cảm với ai, tôi không biết thương với ai hết, thì phải cẩn thận. Mình phải làm sao cho trái tim của mình nó biết rung cảm. Thưa đại chúng, có một thầy tu chạy lên gặp sư phụ. Sư phụ, con ghét cái sư huynh nọ, con ghét sư huynh kia. Ông thầy ông nói thôi vậy thầy cũng mừng. Cái thầy này thấy ngạc nhiên, con ghét người ta mà sao sư phụ mừng? Nghĩa là trái tim con chưa lạnh ngắt, con còn biết ghét, nghĩa là con có cơ hội để thương. Chỉ sợ một lúc nào đó con lạnh cả tất cả mọi hiện tượng cuộc đời này thì chừng đó sư phụ mới lo. Phải không? Cho nên á, có một chú tiểu nọ lên chùa, cầm cái chuông, cầm cái dùi thỉnh chuông. Thì người thầy ở trong phòng nghe xong thì cho mời chú tiểu đó xuống, hỏi hồi nãy ai thỉnh chuông. Nói dạ con. Con thỉnh chuông bằng cái tâm gì? Người chú tiểu này nói dạ con không có dụng tâm gì để con thỉnh chuông hết. Khi con vào chùa tu, thầy con chỉ dạy một việc thôi, khi con thỉnh chuông thì con hãy hết lòng có mặt, đem tất cả chánh niệm vào tiếng chuông. Và từ nhỏ con tập như vậy cho nên con thỉnh tiếng chuông vậy thôi, chứ con không có cái ý niệm bằng cái tâm gì. Thì người hòa thượng mới xoay qua tất cả các thầy khác, các thầy hãy nên thỉnh chuông bằng cái tâm đó. Nghĩa là trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi chúng ta làm gì cho ai, chúng ta có một chút mục đích, lâu ngày nó sưng thành mục nhọt. Đó, tại vì sao? Vì lúc nào mình cũng có cái chuẩn bị phía sau. Mà khi mà chúng ta chỉ giúp người bằng cái tâm giúp người, mà không hề mang một chút gọi là cầu mong người đó nhớ mình, báo đáp cho mình, thì chẳng khác nào người đó thỉnh một tiếng chuông bằng cái tấm lòng thỉnh chuông, mà không nghĩ rằng tiếng chuông này sẽ ai nghe, đi bao xa và được khen cái gì cả. Cứ thỉnh chuông như vậy và cứ giúp người như vậy, rồi quý vị sẽ thấy cuộc đời này á, mình bình lặng vô cùng. Có hận thù, hận thù đừng có nhớ, ghi nhớ khổ. Thưa đại chúng, mà khi mà cái chuyện xảy ra ở nước Mỹ á, khủng bố ở Las Vegas, lục lọi ở Texas, cháy rừng ở Cali, thì có một hôm Pháp Hòa đang lễ Phật, thì tự nhiên cái trong đầu Pháp Hòa nó nhớ một cái chuyện là ô, trong kinh Phật dạy tam đồ, đao đồ, thủy đồ, hỏa đồ, trong 2 tháng nay nó có mặt đủ trong cái thế giới này.
Đao đồ là đâm chém, bắn giết. Thủy đồ là lục lội, hỏa đồ là lửa cháy. Một hôm Pháp Hòa đang lại Phật, cái tự nhiên trong đầu Pháp Hòa nó nảy cái ý đó. Cái tự nhiên Pháp Hòa đứng và khóc ròng. Vì mình thấy cái chuyện gọi là tam đồ, Phật nói là đao đồ, thủy đồ, hỏa đồ, nó đang có mặt ở trong cái thế giới này rồi. Mà tam đồ từ đâu ra? Từ hận thù, từ ghét bỏ với nhau mà ra. Cho nên á, đạo Phật là đạo từ bi. Từ bi là gì? Nghĩa là chúng ta luôn luôn mở lòng thương xót cho tất cả mọi người, thậm chí cái người làm khổ mình. Tại vì cái người làm khổ mình, chính họ là người khổ nhất. Chính họ là người khổ nhất. Bởi vì thì Pháp Hòa ví dụ vậy nè, Pháp Hòa cầm một cái cục sình, Pháp Hòa luyện ai đó, thì khi trong cái thời gian mà luyện ra thì nó có một cái thời khoảng thời gian nào thì cục sình nó mới văng tới cái người đó. Nhưng mà thực thể ai là người dính sình trước? Chính bản thân mình. Cho nên đó, cái người mà người ta chửi mình đó, cái người mà người ta làm khổ mình, họ là người khổ nhất. Bởi vì chính cái khổ đó nằm trong lòng họ suốt bao nhiêu ngày nay. Đến bây giờ họ gặp mình, bắt đầu họ mới kiếm cách họ dục cho mình. Mình chỉ là người chụp. Nhưng mà họ chính là cái người nhận cái đó trước. Cho nên với cái cặp mắt từ bi, với cái cặp mắt quán chiếu, thì những người đó mình thương xót họ. Bởi vì họ sống trong khổ đau, trong hận thù mà họ không biết. Người ta thường hay nói á, phải trả thù để rửa hận. Trả thù rửa hận là sao? Mới đầu á, họ ghét người đó, họ hận người đó. Sau đó họ từ cái hận đó nó đi tới cái thù. Họ phải tìm mọi cách họ làm hại cái người kia, thì họ nghĩ rằng làm như vậy mới rửa được cái hận của họ. Nhưng mà khi họ giết người rồi thì bản thân họ làm sao? Một là họ phải tự vẫn ngay tại chỗ họ chết, để khỏi tù tội, khỏi bị xử xét. Hai là họ phải bị xử xét. Rốt cuộc rồi họ cũng phải ngồi ở trong một cái khổ đau. Trong khi họ ngồi khổ đau, họ nhớ tới người kia, tại mày mà tao phải ra nông nỗi này, hận thù nó lên nữa. Cho nên đại chúng có nhớ cái bài kệ, cái bài thơ mà đập mũi Pháp Hòa hay đọc cho quý vị nghe không? Con mũi nó đậu trên mặt mình, là mình tức quá, mình lấy cái tay mình đập cái bóp, cái mình nói với nó, vì tao, tao phải đập mày. Vì tao, tao phải đập mày. Mày cắn tao đau quá thì tao phải đập mày. Vì tao, tao phải đập mày. Nhưng mà cuối cùng tao hiểu ra một điều là vì mày mà tao phải đánh mày, đánh tao. Cho nên hận thù mà mình gom góp lại, Mình muốn trả người kia. Nhưng mà thật sự trong khi mình trả, mình có vui sướng gì đâu. Mình phải nghĩ cách nào để mình hại người đó, mình phải nghĩ cách nào để mình làm khổ người đó. Trong khi mà kế hoạch chưa thành thì người mình đã gom một số khổ đau, số hận thù. Trong khi ước nguyện chưa thành thì cái điều đó nó ở trong người mình. Cho nên thù hận đừng ghi nhớ. Tại vì oan oan tương báo, hà thời dứt. Mình lấy cái oan oán mình trả với nhau không dứt được. Cho nên trong kinh Pháp Cú mới dạy mình á, hận thù diệt hận thù đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Sống vui thay chúng ta sống, không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Đó là những câu trong kinh Pháp Cú. Vui thay chúng ta sống, không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau. Những cái đó là chúng ta phải tập quán để chúng ta tìm cái nguồn vui hạnh phúc nhẹ nhẹ trong cuộc sống của mình. Mình không giàu bằng ai, nhưng mà so ra mình đâu có đói bữa nào. Mình không có chiếc xe giàu đẹp để đi, nhưng mà cần có đi đâu mình vẫn có chiếc xe để đi. Thậm chí có những người ngày tới đi xe căng hải mà người ta vẫn hạnh phúc. Đi xe nào đi, không xe nào quý, sang, đẹp bằng xe căng hải. Xe căng hải là
hai cẳng. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, mình có một chiếc xe thật là sang đậu ở ngoài bãi đậu, nhưng mà trước khi ra dùng chiếc xe đó phải lái chiếc xe Căng Hải, lái xe Căng Hải để gặp chiếc xe hơi. Mà nếu như mà chiếc xe Căng Hải này mà nó không còn tồn tại thì xe gì cũng không được đi. Cuối cùng chỉ còn một chiếc xe thôi, là xăng le. Mà xăng le là xe lăn. Mình đổ xăng nào không cần biết. Nhưng mà không khéo thì cuối đời chỉ có một thứ xăng để đổ, đó là xăng le. Quý vị thấy điều đó không nè? Cho nên rồi á, còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá tiên trên đời. Thở đều theo bước thánh thời, ta mím miệng nở luôn nụ cười. Đằng xa trời đất bao la, phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời. Tuyệt vời là vẻ đẹp của đất trời, tuyệt vời là ta ở tại đây, có thầy, có bạn, có luôn nụ cười. Còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá cha trên đời. Tức giận đừng có để lòng. Sao gọi là tức, sao gọi là giận? Tức á, là khi mình không ưng cái gì nó tức. Từ cái tức nó xây cái giận. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Bữa nay tôi nghe thầy tới, tôi nấu nước cho thầy uống. Đó, tôi mang lên tôi để đó rồi, mà tôi sợ tôi để trước mặt thầy rồi. Vậy mà cái ông cái bà nào tới dời ly nước của tôi tìm hoài không có, tôi tức ghê. Tức đó là mình disagree, mình không bằng lòng với cái gì gọi là tức. Người ta ăn phở, người ta không có để ngòi gai. Mình ngồi kế bên mình ăn gì thấy phát tức. Người ta ăn mà mình tức. Mình anh hùng vậy đó. Cho nên rồi quý vị thấy cuộc sống của mình á, một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Mà nếu mà mình ngồi mình kiểm tra lại, hầu như một ngày mình không biết tức bao nhiêu một chuyện. Cuối cùng không còn ai tức hết, tức cái mình ghê vậy đó. Phải không? Bởi vì hết người để tức. Xung quanh ai cũng chọc mình tức hết rồi, cuối cùng nó tôi tức tôi ghê vậy. Tức mình ghê vậy đó. Rồi bây giờ tức mình nhiều rồi thì sao? Tức mình nhiều thì mình khổ nhiều. Tội mỗi là một lần mình tức là một lần mình ấm ức. Một lần mình ấm ức là mình dồn cái cục giận mình nó tăng. Cho nên người ta gọi là tức giận. Tức là disagree, giận là angry. Once you disagree with someone, you upset right away. Giận là upset, là angry. Cho nên cái bài kệ mà chuyển hóa giận: cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Angry makes me look ugly. Vậy thì có Phật tử hỏi thầy ơi, có câu thần chú nào tụng để cho con hết giận không? Thì câu thần chú mà để cho mình hết giận là: một người nóng giận nói ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao?
một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Ở đây ai coi phim Tây Du Ký rồi? Quý vị nhớ có một câu chuyện. Một hôm nọ, Tôn Ngộ Không lẻn vào hoàng cung, cạo sạch đầu ông vua, cạo sạch đầu bà hoàng hậu. Sáng ngủ dậy, hai vợ chồng ngồi dậy. Bà nhìn ổng trọc lóc, bà cười. Ổng nhìn bà trọc lóc, bà cười. Câu chuyện đơn giản thôi, nhưng mà cho chính mình. Tại vì nhiều khi mình nhìn, à cái mặt anh lọ, cái chị kia cho nó, chị cũng nghẹ dính đầy chứ gì đó. Thành thử ra cái câu chuyện đó là để nói cho chúng ta đó. Nhiều khi mình sáng mình quên soi gương, mình cứ nhìn ta trước cái đã, rồi mình nhìn ta cái mình cười. Cho nên hồi xưa có một sư bà đi tu rồi. Khi mà sư bà còn trẻ, sư bà cạo tóc, sư bà đi tu. Cái bữa nọ sư bà nhìn vô gương thấy cái đầu trọc, cái sư bà khóc. Khóc xong cái ngộ đạo, sư bà làm bài thơ liền. Soi gương thấy đầu trọc, vừa cười lại vừa khóc. Thôi nín đi mà học. Tự nói với mình luôn, thôi nín đi mà học. Di Đà kinh một quyển, mới học được có mấy trang. Biển học rộng mênh mang, cố công thì cũng đến. Bây giờ quý vị có bài kệ soi gương mỗi sáng nè, viết cái bài này dán ngay cái gương. Chánh niệm là đài gương, gương soi hình tứ đại, đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi. Cái tấm gương nó giúp cho mình soi thấy tất cả ở phía sau trên mình. Cái nhìn rộng rãi, cái nhìn đầy tình thương, nó giúp cho mình chuyển hóa nhiều lắm. Nhiều khi người đó rất là thấy ghét, nhưng mà mình cố mình thương họ được, lát cũng được. Ở đây ai ăn gạo lứt muối mè? Mới ăn dễ không? Khó ăn lắm, lụp bụp. Nhai phải 60 lần, 70 lần rồi hồi nó mới ra nước ngọt. Nước ngọt xong uống cái ực. Uống cái ực kêu đồ bổ. Cũng như vậy, có nhiều người mới đầu khó nhìn lắm, khó thương lắm, mà ráng thương như nhai gạo lứt vậy. Nhai lâu ngày, coi cũng được. Có nhiều khi á, mình dẫn bạn gái về, ba má chê, mày bồ mày sao xấu quá vậy, má nói con nhìn coi cũng được chứ. Thì nếu mà mình cuộc đời này á, cuộc đời này mình tập là cái gì nhìn cũng được á, tuy rằng nó chưa the best, phải không, nhưng mà nó không phải là the worst, phải không, at least nó cũng better. Ai hỏi mình ăn gì được không? Good. Hỏi ăn nữa không? Không. Món gì cũng khen hết á. Mà hỏi ăn nữa không? Không. Nhìn thẳng giống thanh sang. Nhìn ngang giống thành được. Nhìn kỹ giống Út Trà Ôn. Thật sao cũng được hết. Những cái câu nói đó nó rất là vui. Nhưng mà mình để cho cuộc sống của chúng ta thấy rằng ai cũng là những nghệ sĩ tốt. Thành Được, Thanh Sang hay là Út Trà Ôn đều là những nghệ sĩ danh tiếng. Nhìn thẳng giống Thanh Sang, nhìn ngang giống Thành Được, mà nhìn ngược giống Út Trà Ôn. Thì những cái câu đó là để thật sự, thưa đại chúng, nếu mà quý vị không thuộc kinh, quý vị không thuộc thần chú, mà quý vị thuộc những câu đó để nó giúp cho mình hóa giải những cái buồn phiền trong lúc đó, thì nó tương đồng với câu thần chú chứ có gì đó. Nó tương đồng với câu thần chú. Bây giờ quý vị nào có cái tật mà lái xe over speed đó, viết vài câu thần chú ghi cái bằng lái xe. Hơn 10 cây 50, hơn 15 cây 70. Hơn mấy cây số chả mấy chục. Thì dán ngay đây là tụng kinh liền. Không, mình nói ít thôi để người ta trả giá. Thì bây giờ gom lại hồi nãy Pháp Hòa thưa với đại chúng bốn điều. Bốn cái đừng. Có của đừng bỏng sẻn, đừng lãng phí. Có tình thương đừng để mất. Giận tức ai đừng ghi nhớ. Hận thù đừng ghi nhớ.
Rồi cuối cùng Pháp Hòa muốn thưa đại chúng, người xưa dạy chúng ta tam bất thức. Cái gì gọi là tam bất thức? Ba điều đừng có quan tâm. Một, đừng quan tâm giận hờn thù hận. Hai, đừng quan tâm tuổi tác. Ba, đừng quan tâm bệnh tật. Nói như vậy không có nghĩa là mình bỏ phế, nhưng mà chúng ta biết rằng có thân thì phải già, có thân là phải bệnh. Nhưng mà chúng ta sợ già, nó càng mau già, tại vì cái sợ nó làm mình già. Chúng ta sợ bệnh, nó làm mình càng bệnh. Bệnh chấp nhận, rồi uống thuốc, đi bác sĩ, thảnh thơi tâm hồn, cái bệnh nó ít phát triển và chúng ta còn dây dưa được. Sợ quá, bệnh nó càng tăng. Vừa rồi Pháp Hòa có gặp một hai vị này, thì hai vị này lên nói với Pháp Hòa là ba con không sợ chết, mà ba con bệnh lâu lắm mới chết. Còn má con rất sợ chết, mới bệnh chết queo. Thì Pháp Hòa mới giải thích, cái tâm lý con người nó quan trọng lắm. Cho nên thưa đại chúng, trong cái bệnh đó, nó có thân bệnh, nó có tâm bệnh, nó có nghiệp bệnh. Và cái bệnh tâm đó, nó còn quan trọng hơn bệnh thân nữa. Tại vì cái bệnh tâm là bệnh tâm lý, mà cái bệnh tâm này nó dày dò, nó đau khổ, bởi vì nó không có hình tướng. Chính nó không có hình tướng cho nên nó không có thuốc. Còn cái bệnh mà ví dụ như bệnh phổi, bệnh gan gì, ta có thuốc ta trị, mà tâm lý bệnh thì mất rất nhiều thời gian. Cái sợ hãi nó làm con người mình rất là sợ, và cái bệnh nó tăng trưởng. Cho nên người xưa dạy chúng ta tam bất thức là ba việc đừng có quá bận tâm. Một là bận tâm, thưa đại chúng, nếu mình muốn giận phải không, không ngày nào không có người để mình giận. Nếu mình muốn tức, không ngày nào không có việc để mình tức. Thậm chí nấu cơm, vo gạo rồi, ghim điện rồi, quên bấm. Tới giờ ăn mở ra cơm không có, bắt đầu cái gì nó lên, tức nó lên rồi. Đóng nồi cái râm, ai nấu cơm là bắt đầu dây dưa hai ba chuyện. Mà la rồi thì nồi cơm đâu chín đâu. Cho nên cái bí quyết sống mà hạnh phúc an lạc là chúng ta tỉnh giác. Vì vậy chúng ta theo đạo Phật. Phật là giác, là tỉnh. Đạo Phật là con đường giúp cho mình tỉnh giác. Hễ mình sắp sửa lâm vào cái cảnh mê là tỉnh liền, đừng để nó mê. Thí dụ á, Pháp Hòa ví dụ nè, quý vị đang ngồi thiền hay niệm Phật, đang ngồi lần chuỗi như vậy nè, cái thứ khác nó xen vô, nó nói bữa nay bớt khói rồi, đường đó chắc mở rồi đó, shopping ở trên đó không chừng rẻ, tại mấy ngày nay nó ế, không chừng nó đại hạ giá. Bắt đầu tâm mình nó phăng ra. Bây giờ cái mình nhớ trực lại, thôi không được, giờ này giờ niệm Phật chứ không phải giờ niệm outlet. Thì khi mà mình, cái lúc mà nó sắp sửa đưa mình mê, tỉnh trở lại mình đang làm gì, thì mỗi ngày cứ tỉnh mê, đến khi nào mình thật tỉnh, còn không thì mình hoàn toàn mê. Bởi vì nó lôi đâu mình đi đó. Cho nên thưa quý vị ha, ngày xưa mình chưa có biết phát tâm học Phật, nghe Pháp gì hết, mình mê hoàn toàn, phải không? Bây giờ biết nghe Pháp, biết tu tập rồi, có phần tỉnh không? Có. Giảm sân nhiều lắm, giảm si nhiều lắm, giảm hờn tức nhiều lắm. Mà giảm được cái đó, cái gì? Sức khỏe nó tăng, tinh thần nó thoải mái. Mà tinh thần thoải mái thì tự nhiên da dẻ mình sao? Căng thẳng hồng hào. Đó là cái bí quyết. Cho nên thưa đại chúng, giận tức nhiều không có tốt, buồn phiền nhiều không có hay. Thì thôi hôm nay Pháp Hòa về đây thăm quý vị, trong cái buổi nói chuyện này Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng qua cái bài kệ thập lai, tức là 10 cái, để chúng ta thấy rõ cái nhân quả. Đồng thời chúng ta phát tâm đừng để làm gì? Để có hạnh phúc. Có nhiều cái chúng ta nên, nhưng mà ở đây căn bản chúng ta có 4 cái đừng. Có tiền của đừng lãng phí, phải không? Giống như mình có phước, đừng lãng phí phước. Có tình thương, đừng để mất. Tức giận, đừng để lòng. Hận thù, đừng ghi nhớ.
Mà nếu mà chúng ta được sống một phần nào của bốn chữ đừng này thì chúng ta cũng có một niềm vui kha kha. Tu là mong mỏi mình có được cái niềm vui, chứ không phải đợi ngài làm Phật. Quý vị nhớ vậy, tu không phải để làm Phật, mà tu để thấy được mình. Thấy được mình, chuyển được mình, là mình có vui và mình làm cho người xung quanh mình vui. Chỉ cần chúng ta giữ giới, chúng ta tu là đầy đủ từ bi. Hôm rồi có một Phật tử quy y được pháp danh là Tuệ Chuyển. Anh mới hỏi Pháp Hòa, chuyển nghĩa là gì? Pháp Hòa mới nói chuyển nghĩa là đổi thay. Xưa nay mình sống không biết đổi thay, mình làm khổ mình, khổ người rất nhiều. Hôm nay mình biết đổi thay, tự mình làm vui mình và làm hạnh phúc cho người. Cho nên trong cuộc sống chỉ cần biết chuyển thôi là rất nhiều thứ được thay đổi. Pháp Hòa ví dụ, quý vị ngồi đây chen chút chật quá, mỗi người chịu khó nhích một chút, mỗi người chịu khó chuyển một chút thì sao? Tự nhiên đủ chỗ, phải không? Chụp hình sợ mất mặt, nhưng mà chịu khó sắp xếp lại, người này đứng về, người này đứng về, đứng hồi cái ai cũng có mặt, cho nên không ai sợ bị mất mặt. Chúc đại chúng an vui. Bây giờ ở đây mình có vài câu hỏi mình có nên giải quyết không? Con xin thưa thầy, nhà con có nuôi một con chó, và con chó nó và con nó đều ăn chay. Con đi chùa nào cũng dắt nó đi theo, được nghe kinh Phật. Vậy con xin thầy giải thích cho con biết, nó có được nghe thầy thuyết pháp không? Nó nghe hay không hỏi nó, chứ hỏi thầy sao thầy biết? Tối nay họ có dẫn nó theo đây không? Nếu mà có, lát tối về hai mẹ con hủ hỉ. Hỏi nãy thầy nói con có nghe không? À, không cho nó vô. À, vậy lát cô về cô nói lại nó nghe. Kính bạch thầy, hôm nay con đã được gặp thầy bằng rau bằng củ. Ý muốn nói là toàn tàu hũ á. Con thật quá vui mừng vì tâm nguyện con đã được thực hiện. Con xin thầy hoan hỷ giải thích giùm thắc mắc của con. Phật dạy rằng nếu ai có lòng niệm thành tâm, niệm 10 câu Phật hiệu A Di Đà thì sẽ được Phật rước. Nhưng con lại nghe giảng rằng nếu thành tâm niệm Phật đêm ngày mà không hành theo hạnh Phật, vẫn còn đầy tham sân si chấp trước thì chỉ uổng công. Thôi vậy là sao, xin thầy chỉ dạy. Nếu con có nhiều thắc mắc thì con có bị phạm vào lỗi niệm Phật mà còn nghi ngờ không? Có duyên được nghe pháp của thầy, con thấy mình tinh tấn rất nhiều. Con còn một thắc mắc là sao người ta không cái micro có chân để bàn, mà bấy lâu nay thầy cứ phải cầm tay micro quá mỏi tay, con không biết có huyền cơ gì không? Trời ơi, cầm microphone mà cũng huyền cơ nữa. Nếu mà nói mà cầm microphone mà huyền cơ, mà tại chúng đang ngồi im lặng, em đưa lên gã không biết có huyền cơ gì không? Thôi bây giờ mình giải quyết cái chuyện này trước ha. Thưa đại chúng, là chúng ta thường hiểu lầm. Niệm Phật á, là cái miệng mình lâm râm tên Phật gọi là niệm Phật. Nhưng mà thật sự niệm như vậy á, nó chỉ là một phần nhỏ của câu niệm Phật, chứ nó chưa trọn cái nghĩa.
Cái nghĩa của chữ niệm Phật là tâm mình nghĩ nhớ Phật, miệng mình niệm Phật, đời sống hàng ngày của mình hành theo Phật, ba nghiệp mình dung thông, gọi là thân thì hành theo Phật, miệng thì niệm danh Phật, tâm tư tưởng nhớ Phật, gọi là thân khẩu ý miên mật Phật, thì chúng ta mới được thật được kết quả tốt. Còn bây giờ Pháp Hòa ví dụ mình uống thuốc, bệnh uống thuốc. Khi mình uống thuốc á, thì mình phải theo toa là một, uống đúng giờ là hai, và đồng thời phải uống đúng liều lượng. Bây giờ uống thuốc mà uống không đúng giờ, mặc dù có theo toa bác sĩ, nhưng mà uống đúng không đúng giờ, uống quá liều, thì cái thuốc này nó cũng không có tác dụng tốt. Cũng như vậy, chúng ta chỉ làm một việc là miệng lâm râm niệm Phật, đời sống hàng ngày không có làm một cái gì giống như Phật hướng dẫn, thì chúng ta chỉ được một phần thôi. Đó là được cái phần là giảm được cái lỗi nói năng lăng xăng, chỉ được có cái tốt là lâm râm niệm Phật, nhưng mà cái ý chưa tịnh. Đi ngang niệm Phật mà thấy thằng con nó ăn tôm cua, nó sao con không đập cái chỗ này nè, thịt nhiều lắm. Nó ăn cua mắc gì tới mình mà chỉ nó, chỗ này thịt nhiều lắm con, gõ gõ chỗ này. Rồi nó ví dụ như nó lấy nước tương ớt ra nó chấm, nó này muối ớt chanh mới ngon con. Như vậy thì miệng mình niệm Phật mà ý mình chưa Phật, thì cái câu niệm Phật của mình nó nhìn là nó có được cái tướng niệm Phật mà tâm chưa Phật. Như vậy thì không có tội nha. Nhưng mà ở cái phần quả, kết quả của sự tu hành thì nó thiếu. Bởi vì mình uống thuốc không được, chỉ có theo công thức bác sĩ thôi, mà không đúng lúc, không đúng giờ uống, không đúng mà cái liều lượng uống, thì nó chỉ được phần kết quả là mình có uống thuốc mà tác dụng không bao nhiêu. Pháp Hòa nói vậy rồi đại chúng thấy được rõ cái chỗ đó. Nếu mình niệm Phật mà miệng mình lăm râm lần chuỗi niệm Phật mà tâm ý không Phật, hành động không Phật, thì được có một cái đó. Thì nhân mình vậy thì cái quả mình nó nhiêu đó thôi. Còn nếu mình nhân mình đủ ba thì quả mình đủ ba. Chứ không có Phật trời nào mà quở phạt mình mà thấy mình tội quá rồi, trời tối nay mà mệt quá mà cũng niệm 10 chuỗi ha, thôi ghi sổ đi, mai mốt cho đi lên trển sớm. Phật không có ghi sổ ai kiểu đó hết á. Không, mà cái mà Phật nhắc chúng ta mà niệm Phật là vậy. Ngày xưa người ta không niệm Phật như mình đâu. Ngày xưa người ta niệm Phật vậy nè: Phật là bậc ứng cúng, bậc xứng đáng để nhận sự cúng dường của trời người. Phật là người có trí tuệ chơn chánh. Phật là bậc khéo vượt tất cả mọi khổ đau. Phật là bậc điều ngự có thể chế phục mọi phiền não. Phật là một bậc trượng phu. Phật là thầy của trời người, là Thế Tôn. Cái câu đó là ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ngày xưa ta niệm Phật ta niệm vậy đó, ta niệm cái đức tu của Phật, chứ không phải ta niệm hoài cái danh Phật. Bây giờ chúng ta có một cách niệm khác là niệm danh Phật, nhưng cái đó là mới có một phần ba. Bây giờ ráng thêm chút nữa, niệm Phật là tâm duyên câu Phật, ý nghĩ Phật. Được như vậy thì nhất định á, mình sẽ được kết quả tốt. Vãng sanh cực lạc không thì chưa biết, mà thấy chắc chắn đời này mình vãng sanh cực khổ. Niệm Phật không có khổ. Niệm Phật hạnh phúc an vui là vì mình không có bị chi phối bởi những người xung quanh. Còn cái chuyện mà thầy cầm microphone có huyền cơ gì không đó, là cái huyền cơ ở đây á, là tại vì á, Pháp Hòa phải cầm nói nó mới rõ, còn để xa xa hơi nó yếu. Thưa thầy, khi nào thì thắp một cây nhang và nghĩa gì, còn hai cây và ba cây nhang là nghĩa gì vậy thầy? Khi nào mà nhà sắp hết nhang thắp một cây? Còn khi nào mới ra chợ mua nguyên bó thì thắp ba cây?
cái câu này mới trả lời hồi tối hôm qua ở tại Utah. Bây giờ quý vị chịu khó mai mốt nghe cái bài đó hay giờ nghe luôn giờ. Hương là gì mà phải thắp? Đạo Phật lấy cây hương, bởi vì khi nói hương là phải nói tới mùi thơm. Mà mùi thơm ở đây là tượng trưng cho cái mùi thơm của cái người đức hạnh, chứ không phải là cái hương vật chất. Nhưng mà lấy cái hương vật chất để biểu tượng qua cái hương của cái người có đức, có hạnh. Ba cây là tượng trưng cho giới, định, tuệ. Bởi vì chúng ta làm bất cứ việc gì mà chúng ta thiếu giới, định, tuệ thì việc làm không thành công. Pháp Hòa ví dụ, mình muốn mở cửa hàng làm ăn mà không theo luật pháp là không có giới. Bởi vì giới nghĩa là luật, luật là luật pháp hiện hành. Không có giới thì luôn luôn mình sống làm ăn nhưng mà hồi hộp lắm, sợ không biết bị bắt lúc nào, thiếu định. Và khi thiếu định, thiếu giới thì sự sáng suốt của mình nó thiếu, cho nên thiếu tuệ. Một việc gì chúng ta làm mà có giới thì nhất định sẽ có định và sẽ có tuệ. Vì vậy cho nên chúng ta thắp ba cây nhang: giới, định, tuệ. Nhưng mà một việc làm chúng ta nó cũng có đủ hai cái kia bên trong đó. Ví dụ chúng ta làm ăn hợp pháp là giữ luật, giữ giới. Vì sao chúng ta làm ăn hợp pháp? Vì chúng ta có sự định tĩnh, nhận định đừng làm cái điều đó. Và chúng ta có tuệ giác rằng muốn làm ăn lâu dài thì không nên làm ăn bất hợp pháp. Vậy thì trong một việc làm ăn hợp pháp nó có đủ giới, định, tuệ, cho nên chỉ cần thắp một cây nhang cũng đủ. Nhưng mà ba cây hương đó là ba cây hương vật chất tượng trưng cho giới, định, tuệ. Cho nên nhà Phật á, đề cao ba điều. Người nào muốn tu hay là muốn sống ở đời mà trọn vẹn thì phải đủ ba điều: giới, định, tuệ. Một lư hương ba chân, gãy một chân thì lư hương đứng không vững. Một trong tất cả là một. Quý vị đều thấy được cái chỗ một trong tất cả không? Một con người này có đủ các vật chất trong này: cà rốt, khoai môn, củ sắn, đậu nành, mì căn, dưa leo, dưa chuột, đủ thứ hết. Tất cả trong cái một, phải không? Rồi mình một trong tất cả. Bây giờ chỉ cần nói thầy Pháp Hòa, thầy Pháp Hòa là một. Một trong tất cả, phải không? Một trong tất cả, rồi tất cả quy về cái một. Cho nên ba cây nhang cũng là một cây nhang đó. Nhưng mà cái hương đó là tượng trưng cho hương đức hạnh. Vì vậy cho nên Kinh Pháp Cú mới nói hương của tất cả các loài hoa không hương nào bay được ngược gió, chỉ có hương của người đức hạnh mới bay ngược gió muôn phương. Con quy y bởi không được sát sinh, mà nhà con có kiến, con diệt nó được không thầy? Nếu không giết nó thì nó cắn con, còn giết nó thì tội. Vậy phải làm sao? Ở nhà nào cũng có kiến, không có kiến thì có gián, không có gián thì có chuột, không có chuột thì có con này con kia, và đặc biệt là con người. Và không có con nào làm khổ mình bằng con người. Vì vậy cho nên á, nếu mình rải lòng thương được với tất cả muôn loài thì tốt. Còn nếu vì bảo vệ môi sinh thì chúng ta cần phải dùng một chút thuốc gì đó. Ví dụ thì trước khi làm thì chúng ta nên thông báo, hay là chúng ta thường ngày rải tâm từ và khuyên họ. Ví dụ quý vị nói là các ông các bà Bồ Tát kiến, nhà này không phải là nơi ở của quý vị. Quý vị từ đâu đến thì quý vị hãy nên từ đó mà ra. Tôi không muốn làm hại quý vị. Nếu một ngày nào đó tôi, gia đình tôi chịu không nổi nữa thì đành phải dùng thuốc thì có lỗi với quý vị.
thì thôi xin quý vị hãy rời khỏi chỗ này, vì chỗ này không phải là chỗ của quý vị. Có một Phật tử ở Cali này gửi cho Pháp Hòa một cái email: con thấy thầy hay bị người ta hỏi cái vụ này, và kinh nghiệm của con, nếu nhà nào có kiến đem cục đường để ngoài sân, kiến nó theo đó mà nó đi. Thì thôi bây giờ trong các thế đánh, ai đánh mình một cái mình đỡ, trong khi đó mình thục. Nghĩa là mình làm cách này không được thì mình làm cách khác. Tận cùng rồi thì chúng ta hãy xài đến cái chiêu cuối cùng, phải không? Nhưng mà cũng xin thưa, không có con nào làm mình khổ bằng con người, phải không? Con kỳ nó cắn mình đau chút mà chúng ta thường nói đau như kiến cắn, phải không? Còn con người mà nói một câu thì mình sao? À, đau cả đời cả kiếp. Dạ. Cho nên nghĩ lại giữa con người với con kiến, con nào hơn, phải không? Thì thôi bây giờ nếu mình thương được con người thì thôi mở lòng thương luôn con kiến. Kính xin thầy cho con được biết, trong những bộ kinh mà Đức Phật đã thuyết, như thầy đã nói trong bài Thuyền Tuệ Sang Sông, như vậy tất cả những kinh đó, Pháp Hoa Lăng Nghiêm vân vân, dành cho bên thiền hay tịnh độ? Kính thưa đại chúng, tất cả những bộ kinh, không kinh nào dành riêng cho tịnh độ hay là thiền. Chúng ta nhìn cái bộ kinh đó bằng cái lăng kính nào thì bộ kinh đó sẽ giúp cho mình, trợ duyên cho mình trong cái quá trình tu đó. Pháp Hòa ví dụ, chúng ta tu tịnh độ là niệm Phật hay là chúng ta tu thiền? Nhưng nếu chúng ta có học kinh Lăng Nghiêm thì chúng ta sẽ rõ hơn về cái tâm của mình, và đặc biệt là những cái chướng ngại khi nó đến. Bộ tu tịnh độ không chướng ngại sao? Bộ tu thiền không chướng ngại sao? Thế thì bộ kinh Lăng Nghiêm là bộ kinh giúp cho mình rõ cái tâm và thẳng thừng biết từng cái tâm hành hiện khởi nó thuộc loại ma gì, để chúng ta biết nó mà đừng để nó lôi kéo. Thế thì tu thiền tu tịnh đều cần hết mấy cái bộ kinh này để giúp trợ duyên cho mình. Bây giờ phóng vào ví dụ, mình bệnh gì không cần biết, nhưng mà bệnh nào cũng cái chén cháo hay là ly nước gừng không hề có hại, thì các cái bộ kinh đó, nó giúp cho mình tăng trưởng được cái pháp tu của mình chứ không có gì hết á. Cái bộ Tây Du Ký, một người không hiểu đạo mà chỉ nhìn thuần túy là bộ đó là một bộ phim xuyên tạc đạo Phật thì mình sẽ ghét bộ Tây Du Ký. Nhưng nếu ai có cái lăng kính nhìn Tây Du Ký bằng một cái cuộc sống đời thường thì bộ Tây Du Ký là một quá trình cho con người của chúng ta tu tập, nương theo đó mà hiểu mình rồi chúng ta tu tập. Tôn Ngộ Không là sân, Bát Giới là tham, Ngộ Năng là si. Tham, sân, si, ba nhân vật đó nó đều là đệ tử của Đường Tăng. Đường Tăng là mình, ba đứa nó là đệ tử của mình. Mình đi vô chùa mình tu, mình cũng dẫn ba đứa nó đi theo. Bằng chứng thấy cái nào ngon nó hớt trước mà. Lúc đó mình nói đây, Bát Giới nó có mặt. Rồi người ta nói mình một câu mình buồn phiền năm này tháng nọ vì mình không rõ họ là ai. Tại sao anh đi chùa? Tôi đi chùa tôi tu. Tại sao anh nghĩ đi chùa? Tại cái bà đó làm tôi giận. Đi chùa là vì không phải vì bà đó, mà bỏ chùa vì bà đó. Vậy thì mình trí hay mình si? Như vậy thì Tây Du Ký không ai khác ngoài mình. Tây Du là một cái chuyến đi du lịch về phía Tây, phải không? Tất cả chúng ta ai cũng mong mỏi mình được đi đề cái chỗ an vui đẹp đẽ là phương Tây, để tượng trưng cho cõi vui. Mà cái quá trình đi tới chỗ đó là sướng hay là khổ, nhiều chông gai hay là rất nhiều những cái thông suốt, rất nhiều khó khăn chông gai. Vượt được chông gai thì tới Tây Phương, phải không? Cho
Cho nên khi mà tới Tây Phương rồi, Phật thọ ký thành Phật, cái Bát Giới mới nói: Bạch Đức Thế Tôn, vậy còn cái mỏ của con làm sao? Phật mới nói: ông hãy nhìn lại cái mỏ ông đi. Cái vừa nói dứt cái mỏ thụt vô. Thấy không? Nó biến tướng. Mình tu thì nó chuyển. Khi mình còn tham thì tướng tham nó còn. Khi mà tham không còn thì tướng tham nó mất. Như vậy thì nếu người nhìn cặp Tây Du Ký bằng cái hình ảnh tu, tự nhiên Tây Du Ký là một bài để chúng ta học. Quý vị nào muốn biết bộ Tây Du Ký nói cái gì, quý vị tìm cái bộ băng Pháp Hòa nói Theo Dấu Đường Tăng, 18 dĩa, một bộ phim dài 18 tập. Quý vị lái xe từ San Jose lên tới Los Angeles là 8 tiếng, nghe 8 dĩa. Lái xe trở về nghe 8 dĩa nữa, là một đoạn đường Tây Du Ký đi và về. Cái người tu tịnh độ, xin lỗi, người tu thiền vẫn có thể tụng kinh tịnh độ. Ví dụ như trong kinh Di Đà nói đó, quá 10 muôn ức cõi Phật có một thế giới tên là Cực Lạc. Và cái người mà không hiểu kinh mà chỉ một mực tin như vậy là đi tìm 10 cách 10 phương thế giới để tìm Cực Lạc. Nhưng mà bây giờ mình đọc kinh tịnh độ và mình nhìn tịnh độ qua cái lăng kính này. 10 muôn ức là gì? Chúng ta trải qua 10 cái căn bản phiền não, bớt phiền não, bớt căn bản phiền não thì chúng ta sẽ đi tới Cực Lạc. 10 căn bản phiền não là gì? Tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Dẹp được 10 cái đó tới Cực Lạc. Dẹp được 5 đi được nửa đường. Dẹp được 6 đi được một phần. Thí dụ vậy. Cho nên quá 10 muôn ức cõi nghĩa là quá qua khỏi 10 cái thập triền, 10 cái căn bản phiền não này. Vậy thôi. Cho nên đừng có sợ là kinh này không được tụng, kinh kia không được tụng. Tu tịnh độ tụng kinh này là tạp tu, tụng kinh kia là tạp tu. Không có chuyện đó. Tu mà không có lấy kinh điển ra mà soi sáng chiếu là mình không biết đường mình tu. Cho nên đừng có nghe câu đó. Đừng có nghe cái chữ tạp tu, tạp tụng, tạp niệm gì đó. Không. Còn mình nói lung tung là kêu tạp nhạp đó. Mình làm cho người ta hoang mang vô cùng, ta biết đường nào để người ta tu hết. Ngày xưa con có thắc mắc, nếu có vị thánh được mọi người tôn kính, nếu mọi người chết đi không ai nhớ biết vị thánh đó, vị thánh đó còn tồn tại không thầy? Cho con biết, em cũng chưa làm thánh, mà em cũng không quen ông thánh nào hết. Tại vì mình nghĩ, thí dụ ha, bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, mình nghĩ Phật là thánh, cho tất cả chúng ta là những tín đồ của thánh, cho nên giờ chúng ta thờ thánh này. Lỡ bây giờ trên thế giới này con người chết hết rồi, ông thánh này cũng làm gì? Thật sự ra cái tượng này đâu phải là tượng thánh, mà tượng này cũng không hề có Phật nào ngồi ở trong. Đây là biểu tượng, biểu tượng của Đức Phật để chúng ta có chỗ để chúng ta hướng tâm. Chứ chúng ta phải hiểu rằng không một vị Phật nào ngồi trong cái tượng đó hết. Đừng có nghĩ rằng thờ lại cái đó là lại một ông Phật đang ngồi trong đó. Mà cái tượng đó là biểu tượng để chúng ta trở về với Phật trong mình. Nói một cách khác là xã hội này ai làm điều gì tốt, chúng ta thường tạc tượng để chúng ta tưởng nhớ. Thí dụ như chúng ta tạc tượng ngài Lý Thánh Tổ, ngài Trần Thái Tông, vân vân, để tưởng nhớ các ngài. Thì chúng ta tạc tượng Phật để chúng ta nhớ Phật, những người đã làm tạo cho, giúp đỡ, chỉ lối cho chúng ta. Cho nên chúng ta thờ Phật chỉ là nhớ Phật, nhớ cái ơn Phật, học hạnh Phật, chứ Phật không ngồi trong đó. Phật không hề ngồi chờ đó. Trái cây mà ghim tùm lum vô vậy, biết Phật, biết trái nào Phật ăn. Đây là biểu tượng. Tất cả từ bàn thờ của Phật giáo là biểu tượng để nhắc mình tu. Trái cây là nhân quả, hoa là vô thường, đèn là trí tuệ, nước là định tĩnh, hương là giới. Như vậy thì giới, định, tuệ, nhân, quả nằm hết trên bàn thờ Phật giáo.
chứ còn không có cái chuyện gọi là Phật ăn gì trên đó hết. Phật là người Ấn Độ mà có biết sầu riêng là gì? Mà cứ làm sôi sầu riêng lên cũng biết. Kính thưa thầy, tu ở chùa, tu ở nhà khác nhau thế nào? Có người nói thầy tu ở nhà vì thất bại ở nhà, bèn vô tị nạn, bèn vô chùa tị nạn. Thầy nói A Di Đà Phật, Nam Mô bằng tiếng Tây như thế nào? Bữa nay qua tới Tây rồi đó. Tu ở nhà hay là tu ở chùa tốt? Hỏi là tu khác nhau thế nào? Dạ có cái khác. Mình tu ở chùa thì mình giảm được những cái duyên mà nó sẽ xuất hiện trong nhà. Pháp Hòa ví dụ mình tu ở chùa, lúc mình lên tụng kinh trên chánh điện thì mình sẽ không bị cái điện thoại ở nhà nó reo, không bị những cái duyên mà ở ngoài người ta quấy rầy mình. Còn nếu mình tu ở nhà, mình tụng kinh ở nhà thì cũng được, không sao. Nhưng mà mình phải rất là cẩn thận và cố gắng trừ đi những cái này chứ đừng để nó lôi. Nhiều khi tụng kinh là còn cầm cái phone theo để bên. Hễ mà ai mà phone vô cái ngó coi số nào. Mà hễ mà số không phải mình muốn bắt cái tụng tiếp. Mà hễ mà số mình muốn bắt cái bắt lên. Chị em đang tụng kinh. Quý vị hiểu chỗ đó không? Rồi bây giờ mình tu ở chùa á, nói cái chuyện ăn thôi, thì ở chùa là hoàn toàn ăn chay, cho nên cái sự mà thèm của mình nó ít có sinh khởi, và cái sự tác ý của mình nó ít sinh khởi. Còn mình mà tu ở nhà đó thì cũng không sao, nhưng mà mình sẽ dễ bị lôi kéo. Thí dụ như con mình nấu ăn, mình đi ra cũng ngó một cái mình ngửi ngửi, cái này hình như thiếu nước tương đó con, trắng trắng vậy kho cho nó đen đen chút nó ngon. Mình phải bận tâm chỉ dẫn. Cho nên rồi ở nhà nó cũng có cái khó, nhưng mà đặc biệt là chúng ta phải nỗ lực nhiều để chúng ta vượt qua những cái nhỏ nhít đó. Nó hay chi phối mình trong khi mình tu. Và đồng thời mình tu ở nhà ít có ai chọc ghẹo gì lắm, cho nên mình cũng chưa biết mình tới đâu. Nhưng mà nhờ vô trong chùa, mình là một khúc gỗ. Diệu bông đi ngang khoét mình chút, diệu xoài đi ngang khoét mình chút, diệu táo đi ngang khoét mình chút. Khoét riết cái tượng khúc gỗ ra ông Phật. Khúc gỗ mà để hoài thì thành khúc gỗ, mà khúc gỗ có đục đẽo nó mới ra ông Phật. Cho nên mình muốn mà thành tựu được thì ở trong chùa nó huân tu. Ở cái mặt thuận cũng có, mà mặt nghịch cũng tốt, là bởi vì chính những cái đó nó mới rèn luyện cho mình. Còn nếu mình tu ở nhà thì mình phải nỗ lực hơn nhiều lắm để mình mới có thể vượt được những cái lăng xăng đó. Nó khác vậy thôi. Thí dụ ở nhà muốn ngủ thêm chút, để đồng hồ 5 giờ thức rồi, đồng hồ reo ngồi dậy tắt rồi, thì cái con ma, con thiên ma đó, nó mới nói. Nó nói hồi đêm hôm á, đi chùa nấu cực khổ quá, về ngủ một chút đi, thức thêm chi rút nữa, lát lên chùa nghe giảng ngủ gục cũng vậy à. Nghe có lý quá. Mình nằm xuống mình nói. Còn không, nó nói bây giờ mới 6 giờ, ngoài kia người ta đang xếp hàng rửa mặt, mình ra cũng đứng chờ thôi, nằm đây chút đi cho nó khỏe vô. Nằm thêm chút cái nó lúc tới 7 giờ. Còn ở trong chùa á, tới giờ đó thỉnh chuông, mọi người thức thì mình cũng cùng thức, mọi người tụng mình cùng tụng, cho nên cái lực của đại chúng nó có năng lực nó đẩy mình đi. Là tu ở chùa nó nhiều cái thuận, còn tu ở nhà nó cũng có nhiều cái bất trắc. Nhưng không có nghĩa là mình không tu được, mà chẳng qua là mình phải có một cái khả năng, cái định lực, cái kiên trì của mình để mình vượt những cái đó.
Xin thầy giải đáp thắc mắc người ta thường kêu gào trời Phật Thánh Thần ơi. Có phải là bậc cõi trên thượng giới không? Như vậy là tiên đồng với ngọc nữ. Đứng vào bậc thứ nào? Ủa sao tối nay hỏi mấy vụ này không vậy ta? Hỏi mấy cái vụ mà em không biết đứng đâu không à? Tiên đồng đứng đâu em không biết, ngọc nữ đứng đâu em không hay. Nhưng mà hiện giờ trước mắt em rất nhiều tiên đồng ngọc nữ đang đứng xung quanh này. Xin chào các tiên đồng ngọc nữ. Chữ đồng là gì? Đồng là trẻ. Tiên đồng nghĩa là người tiên còn trẻ. Ngọc nữ là những cô gái đẹp. Như vậy đâu phải cõi trển mới có. Cõi này cũng thiếu gì? Phải không? Mà tiên đồng ngọc nữ là những người, theo hiểu của mình á, là những người đi theo hầu, đi theo lo lắng cho những bậc khác. Hồi nãy giờ mình ăn mì người ta có bưng ra cho mình ăn không? Thì tiên đồng ngọc nữ chứ gì đâu. Cho nên tiên đồng ngọc nữ không có thứ bậc, mà có tất cả mọi nơi mọi chỗ. Người nào tuy già 70 tuổi nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ trung thì vẫn là tiên đồng. Cho nên có một cái bác đó, sáng ngủ dậy thấy tóc bạc, làm liền bài thơ: sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua. Còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa, lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi. Có một vị hòa thượng nói: đệ tử của thầy, dù các con 70 tuổi mà tâm hồn các con vẫn còn trẻ trung, vẫn còn niềm vui trong cuộc sống, thì chúng con vẫn là những chú tiểu chứ không có gì hết. Có những người 20 tuổi thôi mà tâm hồn già như người 70. Cho nên đừng có lo tiên đồng đứng đâu mà. Nãy giờ chúng ta ngồi nha, biết bao nhiêu người đứng, họ chẳng phải là tiên đồng ngọc nữ sao? Xin tán thán công đức của tiên đồng ngọc nữ. Xin thầy chỉ dẫn cho con một nhà in định đổ thùng rác một số kinh. Con sợ tội con lãnh đem về, nhưng khi xem lại là chữ Hoa nên con không ai đọc được. Con không phát được và vẫn giữ gần một năm nay ở nhà. Gần 1000 quyển sách nhỏ mỏng, xin thầy chỉ cho con cách nào giải quyết. Con có thể đốt từ từ được không thưa thầy? Thôi khỏi cần đốt từ từ, lái xe 3 tiếng hồ lên cái chỗ đang cháy rừng gửi luôn. Khỏi tội, nói thở tại sao tự nhiên nó cháy. Quý vị đừng có sợ cái điều đó. Pháp Hòa ví dụ, một cái nhà in kinh, in sách, chắc gì trong quá trình hình thành một quyển sách họ không làm sai không? Họ không làm trật không? Thì cái nào sai trật là đành phải bỏ nó ra. Nhưng mà cái chữ bỏ ở đây không có nghĩa là mình đang tâm kinh sách đang tốt mà mình khinh thường, mình đem dục, mình vứt, mà mình bỏ ra để mình recycle. Băng dĩa hay là kinh sách nếu nó hư hay là nó không còn dụng được nữa, mình không bỏ bằng cái tâm khinh thường, bất kính, mà bây giờ mình đem đốt thì đốt làm sao cho hết. Mà bây giờ giấy là mục đích để in sách vở, mình cứ để recycle để tiếp tục làm ra những tờ giấy khác để in kinh sách, không có gì tội lỗi hết. Cái cây hương mà mình thắp đây nè, mình cầm trên trán nè, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây nhang. Trong quá trình làm nhang, mạt cưa phơi đầy đường, bụi nó trộn vào đó, cộng với một chút hồ làm thành cây nhang mình thắp. Trong quá trình chuyển vận nhang qua đây, người ta ngồi trên cái thùng nhang, ta đứng trên thùng nhang, sao mình biết? Cho nên nếu mà nói là bất kính, là chuyện gì cũng có thể nói là bất kính. Chỉ trừ trường hợp chúng ta làm bằng tất cả tấm lòng của mình, không vì cái tâm bất kính mà ra thôi.
quyển sách đó in trật tùm lum hết. Bây giờ nhà in mình không nhận, ai mà bỏ tiền ra in sách in kinh mà trật tùm lum mà chịu lấy đâu. Rồi cứ cái cớ là kinh sách không được bỏ, không ai làm thế cả. In trật là phải trả lại, lấy quyển cho nó đúng, để người ta tụng cho nó trúng. Thì nhà in làm gì đây? Nhà in phải bỏ recycle để tiếp tục làm ra giấy để in nữa, có tội lỗi gì đâu. Trước khi nó thành quyển kinh, nó cũng chỉ là giấy thôi mà. Rồi mình recycle lại để mình có được một quyển in tất cả chữ mà mình gọi là kinh lên đó, thì mình gọi là quyển kinh. Chứ thật thể nó là một quyển sách. Cho nên đại chúng hãy thoải mái chuyện đó. Mình không làm bất cứ việc gì bằng tâm bất kính, tâm khinh thường thì không có cái gì lỗi. Nhưng mà mình phải giải quyết một cách sáng suốt để không phí phạm nó. Nó là giấy, nó được recycle thì mình phải recycle để tiếp tục in sách. Thưa đại chúng, thân mình có phải là một thân recycle không? Đấy nè. Đây nè, mình đây nè, mình xài đây nè. Đây là mượn đồ xài nè. Đây là đồ mượn à. Khát nước, mượn ly nước, 2 tiếng sau trả. Đói bụng, mượn chén cơm, 2 tiếng sau trả. Thở vô, mượn, thở ra, trả, mượn, trả. Đời sống con người là một đời sống của vay mượn. Có gì của mình đâu. Nhưng mà bây giờ là mình đang trả mortgage, mỗi tháng có chút lời. Đến khi nào pay off, nghĩa là lúc đó tắt thở ngay đơ, everything pay in once. Rồi người ta đem mình ra, người ta recycle trong lửa, recycle trong đất, đều là recycle hết. Chứ có gì không phải recycle đâu. Phải không? Thành thử ra đừng có lo tội lỗi gì hết. Mình không làm bằng tâm bất kính thôi. Còn nếu muốn đem qua những chùa người Hoa, coi người ta có xài không, mình cúng lại cho chùa Hoa. Thưa Thầy, mỗi tối con lại Phật ở nhà mà không có thắp nhang vì hoàn cảnh không cho phép, như vậy có đúng và có tội không? Thưa, không hề có tội mà Phật còn cảm ơn. Thắp quá trời thắp, rồi mỗi mảnh ai nấy khấn mà một người một bó nhang. Phật muốn phù hộ mà Phật không thấy đường, Phật nhăn nhăn, Phật nói đứa nào thắp cho nhiều, Phật đâu có thấy mình là ai. Một cây đại diện thôi. Rồi mọi người dưới muốn xin muốn xỏ gì đó là xin xỏ, Phật còn thấy rõ mình là ai. Người nào cũng một nắm khói cây muốn chết, Phật ơi con Nguyễn Thị Bông nè, Phật nói nhún nhìn lắm mà không có cái kiến, khói quá trừng quá đó. Cho nên Phật khổ mấy ngày Tết lắm mà. Không cần thắp nhang. Nhang có hai loại: nhang lòng, nhang vật chất. Có một bài kệ nguyện hương như thế này: thử nhất biện hương bất tùng thiên giáng, phi thuộc địa sanh, lưỡng nghi vị phán chi tiên, căn nguyên sung tắc, tam giới nhất khí tài phân chi diệp. Tức giới, tức định, tức huệ, phi mộc, phi hỏa, phi lai, thâu lai tại nhất vi trần, tán xứ phổ châu xa giới. Bây giờ cái bài đó dài, Pháp Hòa gom mấy nghĩa thôi. Cây hương con đang cầm trên tay đây không phải là từ trên trời xuống, phi thuộc địa xanh, bất tùng thiên giáng, mà cũng không phải từ đất mọc. Cây hương này là cây hương lòng. Cây hương này không phải bằng khói, bằng vật chất, bằng mặt cưa, bằng gỗ trầm gì cả, mà hương này là hương giới, hương định, hương tuệ. Cho nên trong đó mới có câu đó, gọi là phi mộc là không phải gỗ, phi hỏa là không phải lửa, phi yên là không phải khói, phi mộc, phi hỏa, phi yên. Nhưng mà hương này là gì? Tức giới, tức định, tức huệ. Hương này hương giới, hương định, hương tuệ. Hương này mới cúng khắp mười phương. Còn hương này thắp lên bất quá chỉ khoảnh chỗ này ngửi thôi. Mà nhiều khi á, đừng có nói mình nha, bữa nào mà ra thử tiệm Ấn Độ mua cây nhang Ấn Độ về thắp sặc muốn chết. Nói trời ơi, hương Ấn Độ dầu thơm không. Vậy mà thắp Phật nguyên bó. Phật cũng ngồi chịu đựng chứ Phật nói gì vậy? Phật nói gì đấy? Phải không? Cho nên đừng có sợ, cứ lễ Phật bình thường. Ở nhà không hương, không đèn, không nhang gì cũng chẳng sao hết. Cái quan trọng là mình đọc kinh để mình rõ nghĩa lý, để mình ứng dụng trong đời sống. Cho nên thưa đại chúng nha, lễ Phật đản
Không có cái lễ phẩm nào cao đẹp cho bằng chúng ta thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý cúng dường cho Phật. Là một cái poster thật là to, đại lễ Phật đản năm nay với sự góp mặt của các ca sĩ, không có thấy gì hết. Thấy không? Vậy thì mình đi chùa vì cái gì? Mình đi lễ Phật đản vì cái gì? Không nói được ý nghĩa. Cho nên ngày lễ Phật đản tự mỗi người Phật tử phát nguyện: con nguyện ăn chay tháng ngày này, hôm nay con nguyện gìn ba nghiệp cho thanh tịnh, không nói những lời dối trá bậy bạ, ý con không nghĩ những điều xấu quấy, ba nghiệp thanh tịnh con xin cúng dường cho Phật. Cho nên Đức Phổ Hiền Đức Phổ Hiền có câu: con xin đem ba nghiệp thanh tịnh cúng dường tất cả hằng sa Phật trong các thế giới khắp mười phương. Nơi đâu có Phật là có con, Phật là vô lượng, con vô lượng. Thưa Thầy, tuần tới Thầy giảng ở Texas, thành phố nào? Dạ thưa, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật tuần sau Pháp Hòa nói giảng ở Roy City thuộc Dallas Fort Worth. Và ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 tuần sau nữa, tức là 24, 25 Pháp Hòa giảng ở Austin. 24 thì giảng ở trường đại học cho sinh viên đại học ở Austin. 25 giảng cho Phật tử Việt Nam ở tại Austin. Còn giờ không? Trong cho một câu hết giờ rồi mà sao không ai nói hết trơn. Thưa Thầy giải thích, đạo Phật ăn chay và ăn mặn khác nhau như thế nào, tại sao? Kính thưa đại chúng, Phật giáo có hai tông. Ở trong này cũng hỏi nè, đạo Phật Nam Tông, Bắc Tông khác nhau thế nào? Thời của Phật không hề có chia bất cứ một tông nào. Thời Phật không có tông nào hết nha. Thời Phật chỉ có một thôi, đó là tăng đoàn hay là giáo đoàn, chứ không có tông. Mãi đến khi Phật mất, cả 150 năm sau, thì bắt đầu mới có những cái ý kiến bất đồng trong nội bộ. Có vị nghĩ thế này, có vị nghĩ thế khác, cho nên bắt đầu chia làm hai. Một nhánh đi về phía nam của Ấn Độ, cho nên gọi là Nam Tông. Một nhánh đi về phía bắc của Ấn Độ, gọi là Bắc Tông. Phía bắc Ấn Độ là Việt Nam, Trung Quốc, Đại Hàn, Nhật Bản. Phía nam Ấn Độ, Thái Lan, Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào, vân vân. Từ đó chúng ta gọi hai cái truyền thống là Nam Tông và Bắc Tông, chứ thời Phật không có tông nào hết. Giữa khác biệt giữa Nam Tông và Bắc Tông là bởi vì Nam Tông thì giữ lại nguyên chất của đạo Phật, tức là các thầy phải quấn y đi khất thực, không phân biệt chay mặn, ai cúng gì vào trong bình bát thì mình dùng cái nấy, và quấn y ăn ngày một bữa, nghiên cứu những cái bộ kinh gọi là Nikaya. Nhưng mà Bắc Tông thì phối hợp với thời đại cho ứng hợp với cái xã hội bây giờ, cho nên Bắc Tông khai triển là hầu làm cho đạo Phật hội nhập vào xã hội dễ dàng hơn. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ mấy đứa nhỏ mình không thể nào bắt nó đi vô chùa mà ngồi kiểu mình được hết á. Cho nên mình phải có một cái hình thức đạo Phật khác để cho mấy đứa nhỏ nó dễ dàng tới chùa. Trường hợp đó là đạo Phật phát triển, đạo Phật hội nhập, chứ không có gì sai cả. Chẳng qua là một bên muốn giữ nguyên cái bản truyền thủy, nguyên thủy của Phật, một bên thì muốn phát triển Phật giáo theo cái hướng xã hội bây giờ để cho người ta dễ dàng hội nhập.
Ví dụ như quý vị nghe ba giảng hồi buồn quá, ông thầy cũng hát cho mình nghe một câu đỡ buồn ngủ, đỡ mệt, mình cười vui cái mình tiếp tục mình nói tiếp. Thì cái lời hát đó, câu chuyện vui đó không có gì sai. Mục đích là làm cho mọi người hội nhập với mọi người, để mọi người có thể dễ dàng trong cái vấn đề nghe pháp. Ăn chay là cái đề xướng sau này chứ không phải là nguyên thủy của đạo Phật. Nguyên thủy đạo Phật không có ăn chay, mà Đức Phật ai cho gì là Phật dùng đấy. Nhưng mà các thầy á, mới nghĩ rằng bây giờ á, mình bắt tông là mình không còn đi khất thực, nghĩa là mình ở chùa mình tự đi chợ mình ăn. Thì đã là tự đi chợ thì tại sao mình không lựa những món ăn hiền lành như cỏ cây mình ăn, đâu có cần mình ăn chi thịt cá của con vật. Cho nên đề xướng cái thuyết ăn chay. Thế thôi. Bây giờ người ăn chay không nên coi người ăn mặn tu thấp. Đạo Phật tu hành không căn cứ trên ăn chay ăn mặn, mà tu hành là phải căn cứ trên sự chuyển hóa tham sân si. Mình có thay đổi tham sân si thì mình tu có kết quả tốt. Còn mình không chuyển hóa được tham sân si một phần nào, mặc dù mình ăn chay rất nhiều và mình thọ luôn cả Bồ Tát giới, nhưng mà hằng ngày mình y nguyên, y hịch, y thinh, y chen, rất nhiều cái y à, và thậm chí mình khoác lên người mình một cái y là y nâu, nhưng mà mình cũng y chang, y hệt, y thinh, y bon, y chóc, một lô y thì cũng không thay đổi gì hết. Khác nhau ở mặt hành trì nhưng mục đích là vẫn giống. Ví dụ như Nam Tông nó không cần chuông mỏ, vì Nam Tông cái giọng tụng ta khác. Ví dụ ta tụng vậy nè: Nam Mô Tát Sa Bạc Ga Va Tô, thì cái này không thể thỉnh mỏ rồi. Nhưng mà cái kiểu tụng của mình là khác. A Chí Tâm Đành Lệ, mà người nào thuộc kinh Nam Mô Tận Hư. Cho nên trên này phải lấy một cái mỏ để thắng mấy trăm cái mỏ ở dưới. Bởi vì nếu mà không có cái mỏ đó đó là mấy cái mỏ này không biết đường đi. Cho nên phải xài cái mỏ này để giữ nhịp. Ở dưới nghe vậy, giữ đều, giữ đều, giữ đều tụng vậy. Vậy thì cái chuông, cái mỏ này là hình thức, là hình thức để nó chuyển tải cái nội dung là tụng kinh cho ăn rập. Hình thức thì có khác nhưng mà mục đích thì giống. Một bên vẫn tụng kinh nhưng mà tụng không cần chuông mỏ. Giống như em vậy đó, em hát không cần nhạc. Lý do là không phải em giỏi, là gì em hát không ai đánh đàn theo được hết. Và cũng các cái đặc biệt là em cũng không theo ai được hết. Cho nên em mãi mãi solo có một mình. Còn người nào mà người ta biết hát có tiếng nhạc thì cái làm sao, bài hát nó sẽ hay, nó sẽ du dương, nó làm hay thì thôi. Cho nên tụng kinh không mỏ chuông vẫn hay như thường. Tụng kinh có mỏ chuông thì ê a, thì nó có cái âm điệu của nó. Chứ không phải tụng kinh phải có mỏ, tụng kinh phải có chuông. Ở nhà một mình không cần chuông mỏ, một mình Phật nghe được rồi. Trời ơi, tay thì khánh, tay thì chuông, tay thì mỏ, tới hồi không còn kẹp cái gì được nữa hết, kẹp cuốn kinh vô đây, kẹp nguyên cái microphone vô, chi cho nó khổ vậy. Bình thường ở nhà người ta cái chuông cái mỏ là ta sử dụng khi đại chúng đông, đông quá mà bây giờ không có chuông mỏ thì cái tiếng tụng nó loãng, nó không ăn rập. Người ta phải xài chuông xài mỏ. Mình ở nhà xài chuông xài mỏ làm chi? Con nó đi làm tới 6 giờ sáng nó mới về. Nó mới vừa đóng cửa phòng nó ngủ là bắt đầu nghe mỏ của má ngoài này rồi. Trời ơi, ở trong này nó quằn quại. Ở trong, ở ngoài này mình tụng lăng nghiêm, ở trong kia nó lăng nghiêng. Không cần. Chuông mỏ là sử dụng khi đông người. Pháp Hòa tụng kinh một mình không bao giờ xài chuông mỏ.
Và nếu có là lâu lâu giữ một hai nhịp để cho đại chúng người ta nghe vậy thôi. Chứ không phải là cứ cái một âm một điệu này mà giỡn. Cái này là gõ mõ, đập mõ chứ không phải thỉnh mõ. Còn thỉnh mõ là người ta dùng chỗ này nè. Đều 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 nhẹ nhẹ, lâu lâu người ta thăng, lâu lâu người ta trầm. Làm cho cái tiếng mõ nó thăng trầm, nghe tụng nó thiền vị, nghe cái muốn đi tu luôn. Thỉnh mõ làm sao mà nghe xong trời có thuốc nhức đầu không? Nhức đầu quá. Bởi vì không biết điệp, không có biết nhịp. Không có biết nhịp. Ở nhà thọ bắt quan trai của một mình nè. Thì cứ tự nhiên chắp tay vậy, còn không bắt ấn cúng dường thanh tịnh để không cần phải có khánh gì. Bon 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 ba hồi đầy đủ. Xong rồi tay này bắt ấn, tay này bắt ấn không thuộc kinh. Khi nào mà ăn cơm dĩa làm sao bưng? Thì cứ để trước mặt, chắp tay tụng cúng bình thường. Phật vẫn biết hôm nay mình ăn cơm dĩa. Không nhất thiết là phải cái này rồi cái này. Mình phải linh động. Bữa nào quý vị nghe cái bài Pháp Hòa giảng hai chữ viên âm. Cái bài giảng đó có cái tên là nội dung và hình thức. Pháp Hòa giải hai chữ viên âm. Ở cái bài đó giảng tại Bình Đức. Mai mốt có rồi quý vị nghe. Thôi câu hỏi cuối nha. Theo như lời Phật dạy, thân xác này là tạm bợ, khi mất rồi cũng bỏ đi. Con thiết tha mong thầy kêu gọi Phật tử phát tâm hiến nội tạng trước khi mất để cứu giúp hàng ngàn người đang chờ đợi, đang chờ thay nội tạng. A Di Đà Phật. Đạo hữu có lòng tin tưởng em thì em cũng cảm ơn. Em nói rỉ rả năm này qua tháng nọ mà chưa chắc người ta nghe. Bây giờ biểu người ta hiến nội tạng, người ta sẽ nói rằng thầy giỏi thầy hiến trước đi. Con tôm mẹ nó bảo con tôm con phải đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Con tôm mẹ nó bảo con tôm con vậy đó. Tôm mẹ bảo tôm con đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Con tôm con nó nghe cũng chí lý, và đồng thời nó chắp tay lại, nó nói con rằng lại mẹ, con theo mẹ. Mẹ thử đi đi, thử thử coi. Thôi bây giờ thật sự là hết giờ và em cũng xin hiến nội tạng. Thưa đại chúng, là hiến nội tạng là một cái tâm niệm tốt. Ai có phát tâm được cứ phát tâm, không nên cản trở. Và cũng đừng sợ hiến nội tạng mà trì trệ việc vãng sanh. Đừng bao giờ sợ cái đó. Mà phải mừng rằng nếu mình thật sự hiến được nội tạng, mà nội tạng mình lúc đó còn sử dụng được, thì mình thật sự là phước đức viên mãn. Chỉ sợ ký một đống mà tới hồi xài không được gì. Cái đó là thôi rồi còn chi đâu em ơi. Có còn lại chăng dư âm thôi. Quý vị có vui không? Mô Phật.
Thưa đại chúng, là chưa trở lại vậy đó. Cái thân này là thân tứ đại giả hợp. Mình có hiến cho y học, cho người sao, đó là một cái phước cuối đời mà chúng ta làm được, mà cực kỳ là cần thiết. Đem đi chôn cũng thế, cũng không sử dụng được, mà không đi thiêu thì cũng uổng. Cho được người khác xài, đó là quả thật là bố thí ba la mật. Chết rồi, thay vì dục bỏ rồi, mà chúng ta còn làm được một cái nghĩa cử cao đẹp cuối cùng là dân tặng. Cho nên quý vị nào phát nguyện vãng sanh cực lạc mà ký giấy ký nội tạng, đừng bao giờ sợ không được vãng sanh. Đừng bao giờ sợ cái đó, tại vì tâm mình đã hướng về cực lạc rồi. Thân xác này chỉ là cát bụi phù hư, để lại cho người sao xài được một chút, đó là phước cuối đời. Chỉ sợ để lại rồi mà người ta nói no thanks. Thì lúc đó là chỉ còn lại dư âm thôi. Rồi cuối cùng nghe cay đắng môi. Hôm nay là Pháp Hòa về thăm đại chúng trong cái dịp này, và xin cảm ơn tất cả quý vị rất rất là nhiều đã quơ quơ giống em tưởng em là Đôn Hồ. Thôi bây giờ trước khi mình hát hò gì mình hồi hướng nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết là chúng con xin cung kính niệm ơn quý ni sư, quý sư cô ở chùa Giác Minh đã không quản ngại đường xa trời lạnh, quý ni sư về đây để hộ niệm cho chúng con trong buổi tối này. Kế đến là xin cảm niệm công đức của quý vị Phật tử chủ nhân của hãng High Quality Machine này đã dành rất nhiều công sức để tổ chức cái buổi tối hôm nay cho chúng ta. Và cuối cùng là xin cảm niệm công đức quý Phật tử ở xa như là Nam Cali cũng như các tiểu bang đã về đây để đóng góp công sức và tham dự buổi tối hôm nay. Và cuối cùng là tất cả quý Phật tử thân thương trong Bắc Cali cũng như Nam Cali này mà Pháp Hòa đã từng được gặp, hay là hôm nay là lần gặp mặt đầu tiên. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Xin chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe, an vui, bình an trong gia đạo. Nhất là luôn luôn giữ tâm bồ đề của mình cho thật là vững chãi, thật là kiên cố, để chúng ta có thể lướt được những chông gai trong cuộc sống mà đi đến cái chỗ an vui tự tại của chính mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình hồi hướng trước nha. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Sau đây hai Phật tử Quảng Thiện và Thanh Trúc xin có đôi lời cảm tạ Thầy.